có cần xài ấy. Ở bên trên mình có chỗ ngay chỗ nhà triệu ấy. Đúng rồi. Biết sao mấy cái đồ này mà cứ rút ra rút vào rồi cái đuôi của nó mà mốt nó hư hết à. Tại mẫu mặt em không có màu đen nha chị ơi. Màu đen hả chị? Có màu đen. Có một màu này duy nhất thôi chị ơi. Một màu duy nhất, không có màu thứ hai luôn. Giá là 200 ngàn một áo nha chị ơi. Mấy cái ở phía dưới kia cho chị để chị lấy móc, chị cần xài để chị nhà đấy, mấy cái ở dưới á, cái này mango ở đây, mấy cái ở dưới cho chị một hai mẫu lên đây. Ok chị thịt lên. Chấm bi và kem giá 80 ngàn, chắc phải là lụa mango, phải có độ co giãn, không cần phải lót cho em luôn. Cho em là kem và cho em là chấm bi giá 80 ngàn. Lại mày làm dữ vậy hả? Nóng, nóng ơi là nóng. Các chị ơi, cho em là kem và cho em là chấm bi giá 80 ngàn cho em luôn. Ok chị Lan đổ. Nhớ chia sẻ livestream cho em với nha các chị ơi. Tương tác giúp em với nha các chị nha. Chốt đơn cho em là chấm bi và kem giá 80 luôn. Vừa bán vừa tặng cho các chị luôn. Và mẫu này các chị chốt cho em là cúc giá 80 luôn nha. Trời ơi. Để chủ yếu là lấy cái móc này ra làm công việc này, cho nên với bán giá 80 ngàn đó các chị. Trần Tuyết chấm bi và kem. Chốt đơn cho em 80 nha các tình yêu ơi. Có một like thôi, không có hai like đâu. Chưa làm gì có hai like, mấy tài xế này công hai cái đồng hồ mà bán hai cái live stream. Nguyễn Lan chấm bi. Ok. Sáu Lê Lê kem cúc chấm bi. Kem cúc. Kem cúc. Kem cúc chấm bi. Ba mẫu đều lấy kem cúc chấm bi. Cái thay vì phải làm như vậy là lấy tan
biết là mày làm kem cúc zombie, thì biết kem cúc zombie là cái gì. Phan Yến Cúc, Ly Nguyễn Cúc. Cúc cho em các chị ơi, cúc cho em giá 80 nha. Cúc cho em giá 80, chấm bi cho em giá 80 và kem cho em giá 80 luôn. Chốt đơn cho em giá 80.000 một áo nha các tiền yêu ơi. Nhớ chia sẻ livestream cho em với nha các chị nha. Tương tác giúp em với lại các tiền yêu ơi. Hôm nay em có rất là nhiều đồ đẹp cho các chị luôn. Nga Nguyễn Cúc. Cúc cho em giá 80 luôn. Hoa Đỗ Cúc. Không làm gì về mua về nó thật xin lỗi nha. May đồ Nguyễn Bạch Mai nhé. Kem. Còn hết. Nguyễn Ngọc Hường chấm bi. Ly Nguyễn chấm bi. Chốt đơn nè các chị ơi. Chốt đơn nè các chị mình ơi. Vải áo em mặc giá 200.000 một áo em mới bán các chị ơi. Khi nào lấy thì các chị chốt cúc cho em nè, giá 80 này, kem cho em giá 80 và chấm bi cho em giá 80 luôn nha. Vải có độ co giãn không cần phải lót nha các chị nhá. Và anh Vương chấm bi hai áo. 6 lê lê thêm một cúc. Nguyễn Phương kem. Trâm Nguyễn Cúc. Cho em sọc giá 80 luôn các chị ơi. Cúc còn 1, chấm bi còn 1 và kem còn 2 hả chị? Cúc còn không? Cúc còn 2, kem còn 3, chấm bi còn 1. Chốt đơn cho em nha. Mẫu này các chị chốt cho em là sọc luôn, giá 80 luôn các chị ơi. Sọc cho em giá 80 luôn. Nguyễn Thanh ba màu. Chốt sọc cho em. Còn kem và chấm kem và cúc không? Lục Bình kem. Còn một kem. Trần Ca Thi cúc. Còn một cúc. Cúc và kem cho em nha. Giá 80 luôn các chị ơi. Và mẫu này các chị chốt cho em là sọc luôn, giá 80 luôn. Hôm nay em có hàng thiết kế rất là đẹp cho các chị luôn đây này. Trời ơi, hàng mà hàng cao cấp ấy, để mặc đi hội ấy, chứ không phải là hàng mà cao cấp mà trăm mấy chục ngàn đâu nha các chị nhá. Mẫu này các chị chốt cho em là sọc, giá 80 luôn nha các tình yêu ơi. Kim Thanh cúc. Hết cúc, còn kem thôi. Mẫu này các chị chốt cho em là sọc, giá 80 luôn. Nhớ chia sẻ livestream cho em với nha các chị ơi. Trời ơi, cái Facebook của em á hả, cái máy bên này thì nó nhảy khác, cái máy bên này thì nó nhảy khác. Ôi trời ơi, không thể hiểu được luôn á. Mấy anh chàng Facebook này kém đời quá đi thôi á. Chốt đơn cho em là phòng giá 80 luôn nha các chị nhá. Mai em có mẫu này cho các chị rất là đẹp luôn. Ủa, cái hàng treo vừa đây đâu mất tiêu hết à. Hàng treo ở đâu mất tiêu hết rồi. Nguyễn Loan Sọc. Treo đó. Đó là treo đó. Đây một áo đó. Trời ơi, nó lấy cái ở ngoài đi. Mấy. Mấy em thật. Lỡ rồi, nhưng em đấy ra đây. Này, các chị này. Trời ơi, nó đẹp lắm lắm luôn. Có thể dễ nó chua tí nha mấy em. 1.2 triệu một áo. Thì các chị chốt cốm 1200 cho em. Và chị nào lấy 850 thì các chị chốt 850 cho em nha. Ướm từng cái cho các chị xem. Rất là nhiều chị hỏi em cái hàng này luôn. Em có nhiều lắm luôn ấy. Mỗi ngày sẽ bỏ ra khoảng 50 áo bán cho các chị luôn. Hàng mặc đi đám cưới thì thôi. Hàng này là hàng theo lắc tay nha chị ơi. Siêu sang luôn ý. Ok chị Hàng Trần. Mẫu này của em là 1.200.000 một áo nha chị nha. Chị nào lấy cố 1200 thì các chị chốt cố 1200 cho em. Và mẫu này các chị chốt cho em là xăng cổ vịt khoảng 50 các chị ơi. Ôi, hàng thiết kế đẹp lắm. Mimi Huỳnh cốm. Có một áo thôi nha. Đừng nói đọc cái tá lẹ một quân đi nha bà chế. Có 1.2 triệu.
Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là săn cổ vịt 850 nha. Rồi tiếp cho chị một màu nữa. Chị nào lấy quần thì vui lòng báo xét luôn giúp em để em phối quần cho các chị luôn nhá. Có giá này các chị. Em có hàng nhung thiết kế nữa, hàng nhung vẽ, hàng cao cấp nữa. Mẫu này các chị chốt cho em là đỏ đô 1200 luôn. Là giá 1.200.000 một áo nha các chị nhá. Cho em là đỏ. Đỏ con hạc đẹp, con công đẹp lắm luôn á. Hàng này là hoàn toàn hàng theo lắp tay á, hàng theo cao cấp ấy nha các chị nhá. Mẫu này các chị chốt cho em là đỏ. Đỏ nha, đỏ 1200 chụp hình đi, chị nào không lấy thì đăng bên Zalo bán. Chị chào chọn cái gì vậy? Chụp đi. Cho em là đỏ 1200 nha các chị ơi. Này bỏ mấy cái này ra này. Rồi tiếp đưa cho chị một màu rồi. Rồi, khoan kia. Khoan đi. Trời ơi, kéo cái tay cái sợi ra đây cho chị. Thích lấy mẫu nào chị lấy. Mà các chị, ai cũng hỏi. Cái này bán được rất là ít luôn ấy, nhưng mà tại thích thì bán thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt xăng 700 cho em nha. 700.000 một áo nha các chị ơi. Đây là đính pha lê nha các chị nha. Vải này là vải lụa, có độ co giãn đẹp lắm. Mẫu này các chị chốt cho em là xăm 700. Xăm nha các chị ơi, xăm 700. Mi miêu hình xanh. Nó có từng giá nha các chị nhé. Mẫu này các chị chốt cho em là hồng son 750 luôn. Hồng son nha các chị nha, hồng son cho em 750 luôn. Cứ chụp hết lại đi rồi, hễ mẫu nào không được thì để đăng bên Zalo bán, khỏi mất công phải mất công chụp hình nữa. Hồng son cho em 750 các chị ơi. Đây là hàng hoàn toàn nhà em đứng pha lê nha, không có đứng hột nhựa nha các chị. Cho em Trần là Tết đỏ 1200. Đây các chị ơi, nó có giá hết nha. Mẫu này các chị chốt cho em là cốm 900 nha các chị nha. 900 là 900.000 một áo á các chị. Cho em là cốm 900. U là trời ơi nó đẹp. Xuất sắc lắm lắm luôn á. Phạm Huy Vân Hồng San. Các chị ơi, cốm 900 cho em nha. Không có giá rồi nè ơi, cái này không có giá thì làm ơn đừng có treo lên nha, không có biết giá đâu. Mẫu này các chị chốt cho em là rau má 650. Khánh Phạm cốm 900. U là trời nó đẹp này các chị. Cho em là rau má 650 nha. Cho em là rau má 650 luôn các chị ơi. Ướm từng cái áo cho các chị là biết là nó đẹp như thế này này. Rau má 650 nha các chị nhé. Mẫu này các chị chốt cho em là cam 750. Ok chị em Minh Nguyễn. Chốt cho em là cam nha các chị ơi, cam 750 nha các chị nhé. Cho em là coban 700 các chị. Xăng coban 700. Mẫu này các chị chốt cho em là đồng số 1. Vì mẫu này có 2 màu. Đồng số 1 900 các chị ơi.
Phạm Loan sang cô Ban. Đồng số 1 nha các chị nha, đồng số 1 cho em 900. Và đồng số 2 900 luôn các chị ơi. Cái độ lấp lánh long lanh của nó thì khỏi cần phải bàn đi các chị. Này hoàn toàn của em là đến bằng pha lê hết, em không có đến bằng hột cườm đâu các chị. Hột cườm, hột nhựa đâu nha các chị nha. Mẫu này các chị chốt cho em là đồng số 2 900 luôn. Chị nào không thích ấy, các chị quay ngược lại như vậy này. May giống hàng thiết kế ấy, các chị. Siêu đẹp. Đồng số 2 cho em 900 nha. Mày ngồi mà mày xếp được cái áo này chị này như vậy này. Mày để mà mày xếp vào ít nhất có thâm niên 3 năm này ở đây. Hôm nay các chị chốt cho em là hồng cắm sen. Ngồi mà còn vẩy vẩy giống như mấy cái áo kia nữa. Nhưng mà người ta quen người ta sẽ vẩy được. Chỉ hai phát là ra. Hồng cắm sen 750 các chị ơi. Em có một xanh lá luôn à. Đẹp lắm luôn á. Chốt đơn nha. Xanh lá cho em 700 luôn. Em cứ ướm đi, chị nào thích mua sang like thì các chị mua nha các chị nha. Xanh lá cho em 700 luôn. Tí nữa em sẽ đăng cái này lên trên tường Facebook. Chị nào muốn lấy mẫu nào, còn thì bên em sẽ chốt đơn cho mình khoảng không chụp hình luôn. Các chị đằng nào cũng bán và chụp hình luôn. Màu này các chị chốt cho em là xanh lá nha, 700. Cho em một cái đỏ đô luôn các chị ơi. Rồi đưa cái hàng theo ra đây cho chị nào. Đỏ đô cho em là 750 luôn nha các chị nhé. Không comment màu mà comment cho sao. Chị Thu Hương Nguyễn, chị comment màu giúp em hả? Không, mấy cái hàng này các chị comment đúng thì mới chốt. Không đúng là không có chốt đâu các chị ơi. Thì em có một áo duy nhất là không có áo thứ hai luôn. Chốt tùm lum tùm la rồi không có chốt đơn được đâu các chị. Màu này các chị chốt cho em là đỏ đô nha. Đỏ đô 750 các chị ơi. Hàng này là hàng thêu lắc tay nha các chị nha. Giá 1,2 triệu một áo. Các chị đắm cho em là vàng đồng 1200. Đan Nguyễn đỏ đô 750. Chị ơi đắm cho em là vàng đồng 1200 nha chị nha. Cù Thị Hồng Phấn đồng số 1. 1,2 triệu một áo nha chị nha. Vàng đồng 1200. Trời ơi nó sang. Mẫu này các đi chị đi hàng vàng em đồng. Yeah nha. Vàng đồng gì? Hôm nay chị vừa đặt vàng đồng không? Vàng đồng 1200. Màu này các chị chốt cho em là da 850 nha các chị ơi. Chị đi đi hàng comment lại giúp em vàng đồng 1200 nha chị. Da cho em 850 nha các chị nha. Theo lắc tay á chị, sang lắm luôn á. Cho em là da 850. Ok chị đi đi hàng. Mẫu này các chị chốt cho em là hồng cắm sen 850 luôn. Mẫu này là hàng theo nha các chị ơi, hàng theo cao cấp á. Tí nữa em sẽ phốt cái áo của bạn Khánh Vân nhà em mặc mà hàng này này. Nhưng mà không có nhận đặt làm các chị ạ. Cho em là cắm sen 850 nha các chị nhá. Cắm sen 850 cho em. Vàng đồng 1200 em hết rồi nha các chị ơi. Mẫu này các chị chốt cho em là đỏ đô 1200 nha chị ơi. Các chị ơi,
rồi, đỏ đô cho em nha. Đỏ đô 1200. Đi đi, hàng đỏ đô 1200. Mỗi ngày các chị chốt cho em là cam 1200 luôn. Mấy hàng này đúng là chỉ có chuẩn trần mà không. Các chị ơi, cam nha, cam 1200. Ok chị Nguyễn Hoàng Thúy. Mẫu này các chị chốt cho em là đen 1200 luôn. Bên em đang bán theo nách tay nha chị. Trời ơi, bên mấy cái kia cho các chị biết rồi, nó chán lắm luôn rồi. Hàng này nó thật xin lỗi chứ, em mà treo ở cửa hàng em bán một cái áo thôi, một cái thôi, một ngày là em dư sống luôn đó. Cho em là đen nha các chị nha, đen 1200. Cái này mà các chị qua bên chợ sỉ ấy, hoặc vô những cửa hàng lớn ấy, 3 triệu một cái áo không phải là tú luôn. Dạ đúng rồi chị Thu Nguyễn. Không có mát nè, nó không có giá. Chị Loan Hoài, chị lấy đen 1200, comment giúp em đen 1200 nha chị. Mẫu này các chị chốt cho em là săn rêu nha, 1200 luôn. Xếp cái này thật là thẳng thiu cái áo cho chị nha. Không phải là xếp nhúng đâu nha. Mẫu này các chị chốt cho em là rêu nha các chị nha, rêu 1200 luôn. Em có cả hàng nhung thiết kế nữa các chị. Hoàng Thị Lan Anh đen 1200. Mẫu này các chị chốt cho em là săn lý 1200 luôn. Đây này, em cho các chị xem cái hàng theo lắc tay á. Thứ nhất nha, em chốt trước. Cái theo này của người ta là theo diện là theo ba lớp. Thứ hai nữa là trên bề mặt vải thì đa số nó có những cái sợi kim tuyến ẩm với các chị nhá. Cho em là săn lý 1200. Chốt đơn. Đi đi, hàng săn lý 1200. Mặc cái hàng này thì quá trời quá đất đẳng cấp. Phạm Lan săn rêu 1200. Săn lý em hết các chị ơi. Này đẹp chưa? Mỗi ngày các chị chốt cho em là gặp nha. Gặp 1200 luôn là 1.200.000 một áo á. Xin lỗi, gặp này là 850 các chị ơi. Gặp 850 nha các chị nhé. Cho em là gặp 850. Chị chốt cho em là rêu đậm 1200 là 1.200.000 một áo. Rồi cho chị một hai mẫu nhung hàng thiết kế dưới lên luôn đi nhỉ. Cái này là mặc thêm cái quần vàng đồng. Nó đẹp kinh khủng. Cho em là rêu đậm nha các chị nha. Rêu đậm 1.200.000 một áo. Đây, nhung thông. Nhung thông này là hàng đính pha lê cao cấp nha các chị nhé. Giá là 1.500.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là nhung cổ vịt nha các chị nhé. Nhung Nguyễn Lan rêu đậm 1200. Nhung cổ vịt 1.500.000 một áo các chị ơi. Em màu này không phải màu cổ vịt đâu các chị, màu này là màu xanh lông công, em xin lỗi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là lông công 1500 nha các chị ơi. Rêu đậm 1200 em hết các chị ơi. Cho em là lông công nha, lông công 1500. Các chị mấy cái hàng này nó không có phải là nó có 5 cái, 10 cái để bán cho các chị đâu. Không có đâu. Trời ơi. Cho em là đỏ đô.
đỏ đô 1500 luôn các chị. Đỏ đô nhá, đỏ đô là nhung thông luôn, 1500. Em cứ ướm, chị nào không thích thì có thể mua sau like. Chị nào muốn mua sau like mấy cái hàng này, bên em cũng có thời gian chụp hình tiện, em ướm em bán trên like cho các chị xong là bên em sẽ đăng trên tờ Facebook luôn. Chị nào mua sau like thì có thể chốt đơn, còn bên em sẽ chốt đơn cho mình nhé. Cho em là đỏ đô nhá, đỏ đô 1500 cái tình yêu ơi. Làm gì mà có mà chốt là chị này một cái mà chị kia một cái, làm sao khó được các chị, không có đâu. Cho em là đỏ đô nhá, 1500. Trời cái màu này đẹp quá là chị Nguyễn Lan ơi, da bò siêu sang. 1.500.000 một áo các chị ơi. U là trời, cái màu da bò nó sang sang xỉu. Chị Nguyễn Phương comment giúp em đỏ đô 1500 chị ơi. 1500 là 1.500.000 một áo á các chị. Một vải nha chị ơi, vải áo dài may sẵn nha. Comment màu và số tiền giúp em luôn các chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là da bò nha. Da bò 1500 luôn các chị. Ui cái màu này đẹp quá. Màu này các chị chốt cho em là màu da 1500 luôn. Mấy cái hàng này á, màu trơn còn đang kiếm còn đang hiếm chứ đừng nói tới là hàng thiết kế nha. Da cho em 1500 luôn. Ôi nó sang xỉu. Rồi cho chị một hai cái vẽ, cái đỏ, cái vàng đồng á. Vẽ này là cũng là hàng nhung thông luôn nha chị nhé. Không có giá à. Vẽ này là 1.700.000 một áo các chị ơi. Vẽ này là vẽ thiết kế nha các chị nha, dạng như là vẽ nghệ thuật đấy. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là vàng 1700 nha. Thật sự là cái độ sang trọng của nó quá trời quá đất luôn. Vàng cho em 1700. Và mẫu này các chị chốt cho em là coban luôn. 1700 luôn nha các chị nhé. Săn coban luôn 1700. Đó các chị cứ được ngắm kỹ. Thật sự mà mấy cái hàng này á, mà để bán được cho các chị một áo trên livestream là hơi bị khó ạ. Màu này các chị chốt cho em là coban nha, 1700 nha các chị ơi. Rồi cho chị mấy cái màu mà em đang treo phía sau này đi. Đây nè. Đi đi hàng xanh coban 1700. Mẫu này các chị chốt cho em là kem nha. Kem 1.200.000 các chị ơi. Hàng theo lắc tay nha các chị nhé. Đây này, bấm vé ở bên hông này mới bà chế. Kem cho em nha. Kem 1.200.000 một áo các chị ơi. Theo cao cấp á, đẹp lắm. Giá bấm bên hông mình mà bị dựng ra rồi này. Mẫu này các chị chốt cho em là xanh đen nha, 720. Lấy một cái phiếu á,
ấy vào đó đi, cho tí cho tụi nó bấm nhé vào cho chị. Mẫu này các chị chốt cho em là săn đen nha, 720 luôn các chị ơi. Đây là đứng pha lê cao cấp nha các chị nhé. Thu Hương Nguyễn K 1200. Rồi mẫu này các chị chốt cho em là cam. Cam này là ở dưới còn mấy cái thịt hàng theo đưa ra cho tôi mấy em đó nè. Tina phải áo mẫu mập. Mẫu này các chị chốt cho em là Coban 850 các chị ơi. U là trời ơi. Đến... theo nha các chị nha, theo lắc tay nha. Mẫu này các chị chốt cho em là Coban 850. Em cứ ấm khoảng 20 mẫu đi xong tí nha, em sẽ đăng trên thường Facebook cho các chị. Mẫu nào các chị chốt rồi thì không có đăng nha. Còn mẫu nào chưa chốt thì bên em sẽ đăng, chị nào mua sau thì có thể nhắn tin để nhân viên chốt đơn cho mình nha chị nhé. Sankoban 850. Phan Yến Sankoban 850. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng đồng 850 luôn. Đưa mấy cái hàng theo ra đây cho chị nào, mấy áo ra đây nào. Áo mẫu mặc giá 200 ngàn một vẻ, chị nào lấy comment giúp em vẻ áo mẫu mặc. Chụp hình. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng đồng nha, vàng đồng 850 các chị ơi. Mẫu này các chị chốt cho em là rêu 1200 luôn. Đây là vẻ, chị đang nói em đưa cái hàng theo nè. Cái này là vẻ. Phan Yến vàng đồng 850. Đưa hết cái áo trà chồng ra đây cho chị xem cái nào. Em không phân biệt được thì đưa hết ra đây cho chị. Mỗi lần các chị chốt cho em là rêu 1200 nha. Rêu 1.200.000 một áo. Đen này là chất vải lụa tú ăn đấy, nó theo lắc tay theo con cóp đấy chị. Mẫu này các chị chốt đơn cho em là đen nha. Đen này là giá 1.100.000 một áo, chị nào lấy đen thì các chị chốt đen cho em. Nó có phải là bị dơ không? Để lại cái áo này đi để bên em xử lý sau đi chị. Cho em đỏ 1200 luôn nè. Rồi. Cho em là hồng cánh sen nha các chị nhé.
Hồng gắn xe cho em 1.200.000 rồi em. Nguyễn Nhuận xanh Long Công 1500. Xanh Long Công 1500 là nhung. Mẫu này các chị chốt cho em là xí muội 1.200.000 một áo luôn. Trời ơi, nguyên một con phượng luôn. Xí muội cho em nha, 1200. Còn cái áo cô ban này đẹp quá. Cô ban 1200 luôn các chị ơi. Ai mà sở hữu cái áo này mặc là chỉ có nghiền. Các chị vui lòng comment màu và giá tiền giúp em ạ. Cho em là xăm cô ba em nha, 1200 luôn nha các chị ơi, nghe rõ giúp em nha. 1200 không phải là mã số đâu mà là giá tiền nha các chị nha, là 1.200.000 một áo á. Tuyên Hoàng Nguyên xí muội 1200. Cho em xăm đen 1200 luôn. Áo này là một áo 2m2 nha các chị nhé. Khổ 1m6. Vải có độ co giãn. Nguyễn Thanh Thảo xanh cô ban 1200. Cho em là xăm đen 1.200.000 một áo. Đi đi hàng xanh đen 1200. Mỗi này các chị chốt cho em là tí một bình. Lấy cái bịch mới. Tí nữa ấy xếp ra thay cái bịch mới cho nó đẹp. Thả chi cho chị cho hết. Một cái áo mấy triệu bạc tụi mày được nhùi như một cái dũng nhẹ là chết đó nha. Cho em tím lục bình nha các chị ơi. Ôi đẹp quá à. Tím lục bình nha các chị nha. Tím lục bình 1.200.000 một áo. Món này các chị chốt cho em là đỏ luôn. Đỏ nha, còn hôm nãy mẫu kia là màu hồng cánh sen nha các chị nhé. Đỏ cho em 1.200.000 một áo luôn. Trời ơi, cái hàng này mà mỗi lần nhập hàng cái nó các chị tím. Nguyễn Lan tím lục bình 1200. Đỏ cho em 1.200.000 một áo. Cái nhung này em chia đằng sau cho chị đi. Cứ chia đằng sau cho chị. Mẫu này các chị chốt cho em là màu xanh hồng, một màu xanh hàng không, 1.200.000 một áo luôn các chị ơi. Mua 10 cái áo này thôi là thấy cũng hơi bị phạm tiền. Mua 10 cái áo này thôi là cũng phạm tiền luôn đó các chị. Chưa đâu giờ mà lôi cửa hàng thấy tốn 3 triệu mấy ra bán cái cơ nó mới vui các chị ơi. Giỏi lắm, bán được 100 cái nè, nhưng mà 100 cái tính ra tiền là hơi bị phê. 100 cái bằng bán 500 cái áo 100.000 á. Cho em là lông cỡ là chị xanh xanh hàng không các chị ơi. Xanh hàng không nha. Xanh hàng không cho em 1.200.000 một áo. Trời ơi, có một cái này ai nhanh tay thì còn là chậm tay thì hết này. Ô, nó siêu đẹp luôn, ve chai. Xanh ve chai này chị, 1.200.000 một áo. Đồ xuất sắc và đồ sang chẳng thì khỏi cần phải bàn rồi. Mấy cái này tụi em treo để làm dấu á, tụi em treo ngang cho chị được rồi, khỏi cần treo dọc như vậy. Còn không thì treo ngang được rồi. Treo ngang như bình thường áo mình vẫn lấy á, còn mấy cái đó thì để làm bắt ra sẵn luôn là được. Hiểu chị nói không? Cho em là ve chai nha. Ve chai cho em là 1.200.000 một áo. Mẹ em á, cái hôm đám cưới á các chị, cưới cháu em á, chị gái em hứng thở lắm các chị, không chờ chị em nó đâu, chê bại nhà em nó, đi ra ngoài chợ các chị mua biết bao nhiêu tiền cái áo không, 3.600.000 mua rồi giờ đâu trẻ lại được nữa. Ve chai 1200 đâu có trẻ lại được nữa đâu các chị, tại vì em bận quá không có lấy hàng cho xong chắc là sốt ruột đấy. 3.600.000 một cái đó các chị ở ngoài chợ á. Mẫu này các chị chốt cho em là đỏ nha. Mẫu này các chị chốt cho em là đỏ, đỏ sen nha. Xanh ve chai em hết rồi nha các chị ơi. Có giải nào tôi nhắn chị nha Tú. Xanh ve chai em hết rồi nha các chị, em còn một áo thôi các chị ơi.
Mẫu này các chị chốt cho em là đỏ nha, đỏ sen, đỏ hoa sen đấy, giá 1.200.000 một bó. Thu Nguyễn đỏ 1200. Mẫu này các chị chốt cho em là cô ban trắng nha, cô ban hoa trắng ấy, giá 1.200.000 luôn. Mấy mẫu này em chỉ có một áo hết rồi, là bên em không có đọc tên nha các chị ơi. Các chị ơi, làm gì mà có đến 5-10 cái đâu mà ra. Bây giờ mà muốn đặt nữa em cũng không nhận đâu. Vì một cái áo thì nó không làm mà chị, mà 5-10 cái thì em đỏ không nhận đặt các chị. Cho em là xăm trắng nha, xăm trắng 1200. Cho em là vàng đồng luôn, 1200 luôn. Này, nó có cái sợi kim tuyến ở trên này chị. Mà các chị nhìn thấy nó giống như là pha lê ạ. Đó, vậy nó gọi là cao cấp đó chứ. Cho em là vàng đồng nhá. Vàng đồng nhá các chị nhá. 1.200.000. Có cái loại này còn nhỏ không? Mai mốt mà mở cửa bán hàng chắc vui nhỉ. Cho em là vàng đồng nhá, 1.200.000 một áo. Mấy cái này là em treo ngang cho chị giống như áo như vậy được rồi. Nha. Em còn một cái rêu này nữa này, ai nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết. Và em có hai cái rêu, một rêu là con công và một rêu là đây, em có hai cái rêu, hai mẫu khác nhau luôn. Rêu này thì cầm em chị... màu và giá tiền giúp em chị Ngọc Anh Trần. Chị ơi, rêu này thì các chị đánh cho em là rêu để em coi có hai cái màu này nó, hai cái hoa này nó có giống nhau không nhá. Coi có ba hoa nó có giống nhau. Thấy nó hình như nó có một cái sự gì đó giống giống thì phải. Không, khác. Cho em là rêu số 1 nè, 1.200.000. Này không? Cho em số 1 nha. Rêu số 1 giá 1.200.000. Đây, rêu số 1 nào bỏ đi. Ngọc Anh Trần vàng đồng 1200. 1200. Và rêu số 2 giá 1.200.000 luôn các chị ơi. Một cái bill mua giá tiền. Rêu số 2 nha, giá 1.200.000 luôn. Ai nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết. Em chỉ có đúng một áo, không có áo thứ hai đâu các chị. Và cho em đỏ luôn, đỏ số 2 luôn, 1.200.000 một áo luôn. Cô Thị Hồng Phấn rêu số 1. Cho em rêu số 2 nha, giá 1.200.000 một áo. Comment màu và giá tiền giúp em. Đỏ số 2. Đỏ số 2 cho em giá 1.200.000. Kim Nguyên rêu số 2 1200. Và mẫu này các chị đốt cho em đỏ số 3 luôn. Giá 1.200.000 luôn nha các chị ơi. Đỏ số 3 nha. Giá 750. Vàng cho em giá 750 nha các chị nha. Cái này giờ. Và mẫu đen này để em coi thử không. Có mẫu đen này chị. Đen này em tính các chị giá 600. Chị nào lấy thì các chị chốt đen 600 cho em. Đen này là nó có vừa theo vừa đục lỗ nha chị. Vừa theo vừa đục lỗ nha. Chỉ có một chút xíu trên ngực thôi. Ê, cái áo này lại may mặc đi. Quá trời đẹp luôn. Và em có đen này nữa, đen số 2 luôn các chị ơi. Đen số 2 này thì em tính các chị giá 500. Còn đen số 1 có giống nhau không vậy mấy đứa? Bỏ ra chị thêm tìm được. Không, cái hoa khác đó. No.
Đen này là đen số 2 nha chị ơi. Đen số 2 cho em giá 500. Ủa vàng nè. Và mẫu này các chị chốt cho em là xanh đen 750 nha. Trời ơi, đến sốt mua ngay cái giờ mình bán hàng làm sao mà tiếp được. Đã vậy người quen nữa chứ. Cho em xanh đen 750. Các chị ơi, các chị mà đến sốt nhà em mua ấy, các chị nếu mà muốn mà để em tư vấn các chị thì vui lòng giúp em được, cứ chụp vào giờ livestream nha. Giờ mà livestream rồi là thua luôn. Cho em là xanh đen 750 nhá. Rồi có bằng đó thôi các chị. Chị nào lấy mẫu nào thì lấy nha các tình yêu ơi. Không có nhiều để bán mẹ một cái like mấy tiếng đồng hồ đâu các chị ạ. Rồi bán hàng nè. Xuân Thu xanh đen 750. Xanh đen 750 em hết, em có một áo thôi các chị ơi. Nè, trời ơi, 180.000 một áo các chị ơi. 180.000 một áo cho em, chị nào lấy thì các chị chốt A294 cho em. Ôi đẹp lắm luôn đấy. Mấy cố về rồi hả? Lần sau mà mua hàng á, các chị muốn gặp em các chị đừng có vào trùng vào giờ livestream của em. Trùng vào giờ live của em là em bó tay. A294 nha, giá 180.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt A294 cho em, chứ phải là lụa rết nha các chị ơi. U là trời. Mày chốt đơn cho chị ngay cái áo này. Kim Phụng A294. Chị nào lấy thì các chị chốt A294 cho em các chị ơi, giá là 180.000 một áo nha các chị nha. Giá 180 các chị ơi, 180 một áo. Xuất sắc luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt A294 cho em. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Tương tác giúp em với nha các chị nha. Chốt đơn cho em giá 180. Trời quá đất. Mai Đặng hai áo A294. Thùy Trang Đảo A294. Chốt đơn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A294 cho em. Giá 180 nha các chị nha. Kiều Anh hai áo A294. Đồng phục Hoa Hoàng A294, Phương Nguyễn A294, Thiên Ân A294, Somori A294. Rồi tiếp luôn. Các chị biết xanh á, xanh hay đỏ? Nó có một trắng. A294 em hết nha các chị ơi. Lần sau đây hè đúng giờ và giờ live stream của em. Giờ có bán không? Bán đến 3 giờ là. Chị nữa thì chị tư vấn, chị người xui. Mấy cô biết ở. Người xui lấy mấy cái gấm đẹp cho mẹ, với lại mấy cái gấm đó cho mẹ đẹp mẹ. Cái áo đẹp mẹ. Lấy cái bạch chè lấy cho mẹ cũng đẹp đó. Còn không thì lấy hàng theo này cho. Chọn mua nào hay chị? Chị hả? Ừ. Chị mặc mấy cái đó. Cứ dạy Trần đi. Em có hai màu nha, em có xanh dương và em có trắng. Giá 180.000 một áo các chị ơi. Đây này, giá cô lên đây xem mấy cái màu ở đây này hạn này. Hoa to á. Hoa đâu có to đâu. Em có xanh dương và em có trắng nha. Yeah. Đơn áo hợp bây chị nào có chốt bên em sẽ lên đơn đi hàng, không có gọi chốt đơn nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh dương và chốt trắng cho em, giá 180.000 một áo nha các chị ơi. Là trời ơi, nó đẹp. Ủa, hai mẫu này khác nhau mà ta. Tự nhiên cái đưa cả hai màu lên là sao trời. Phạm Huy Vân xanh và trắng. Okay. Chị nào lấy xanh thì các chị chốt xanh cho em, chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em nha. Giá 180.000 một áo các chị ơi. Hai màu này khác nhau đấy mà không biết nghĩ sao mà em video hai màu gì mà em bảo màu vậy. À, hoa giống nhau được, hai hoa này khác nhau nha các chị nhé. Chốt đơn trắng và xanh cho em. Phạm Khuyên trắng. Ngọc Hân trắng. Chốt trắng cho em. Trắng và xanh các chị ơi, chị nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em, chị nào lấy xanh thì các chị chốt xanh cho em. 180. Quỳnh Đào xanh. Áo.
Vải áo mũ mặc giá 200 ngàn một vải, chị nào lấy comment giúp em. Các chị ơi cho em xanh hoặc trắng nha. Giá bích huệ một xanh, hai trắng. Cao thắng trắng. Chi lê trắng. Phương Nguyễn trắng. Hoa hoàng trắng. Còn hai. Trần Kim hai vải áo mẫu mặc. Thanh Hằng vải áo mẫu mặc ánh trần trắng. Còn một trắng. Nào lấy trắng thì các chị chốt trắng cho em. Chị nào lấy xanh thì các chị chốt. Anh Lan trắng. Hết trắng. Còn xanh thôi các chị ơi. Trắng em hết các chị ơi. Xanh thì nào lấy xanh thì các chị chốt xanh cho em. Giá 180 ngàn một áo các chị ơi. Đẹp lắm, xanh này là xanh dương đấy. Một đôi cho em giá 180 nha. Rồi cho chị xanh biển ở đây luôn đi ạ. Mẫu này á hả, có một cái trang kia người ta bán đấy các chị. Áo hơi bị đắt. Em lấy từ ở đó ra. Trắng em hết nha các chị ơi, em còn xanh thôi ạ. Ôi, mấy chế ơi. Mấy chế mặc mà không đẹp nữa thì thôi luôn ý. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh biển cho em nha. 180 ngàn một áo các chị ơi, 280 ngàn một bộ nhé. Cho em là xanh biển, giá 180 các chị ơi. Ôi là trời. Thu Hằng Huỳnh em còn xanh, em chốt chị xanh em hết trắng rồi nha chị. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh biển cho em. Không lấy là Phạm Huy Vân xanh biển, Mimi Huỳnh xanh biển, Kim Phụ xanh biển xếp. Xanh biển cho em nha. 180 các chị ơi, sang công ty. Thảo Nhàn xanh biển. Mai Đạn xanh biển xếp. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh biển cho em. Đấy ở trên kìa chị Mai. Mai ở trên kìa, thấy quấn kìa đấy. Thu Hương Nguyễn xanh biển hai áo. Đó. Phan Định xanh biển xếp. Còn hai. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh biển cho em. Rồi đưa tính kè đây cho chị luôn nhỏ ơi. Các chị mà không lấy là ổn lắm đó nha. Em còn có hai áo thôi đó. Em mà chốt đơn là mai các chị mua. Lê Thắng Nguyên xanh biển xếp. Thanh Thi xanh biển. Xanh biển luôn, 180 ngàn một áo thôi các chị ơi. Các chị chốt cho em xanh biển em hết nha các chị ơi. Các chị có thấy không? Giờ em làm hàng cho các chị, các chị thấy không thể đụng hàng luôn nha. Chốt đơn cho em tính kè nha, 180 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt tính kè cho em. Không đẹp khỏi cần trả tiền cũng đúng luôn. Đẹp ngang ngửa hàng Thái Tuấn thiết kế giá 600 ngàn, 700 ngàn luôn. Sáng chúa. Kè cho em nha các tình yêu ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là tính kè. Nhận mãi không đẹp khỏi cần trả tiền cho tôi. Kè cho phía Tú này. Bích Huệ tím kè bộ. Phạm Huy Vân tím kè. Phạm Quyên tím kè. 180 các chị ơi. Nguyễn Thị Ánh Lan tím kè. Anh Nguyễn tím kè. Thảo Nhàn tím kè. Chị nào lấy thì các chị chốt tím kè. Thu Hương Nguyễn tím kè. Rồi cho chị có một xanh này. Chi Lê tím kè xếp. Còn hai. Bích Thủy Nguyễn tím kè. Còn một. Trắng hồi tím xanh kìa. Đưa cả cái đấy lên cho chị nghe. Thừa Phong tím kè nữa là hết. Ôi chị ơi, chốt màu trắng cho em này. Chốt đơn trắng cho em nha. Trắng xanh cho em. Trắng này. Xanh cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng xanh cho em giá 180 ngàn. Hoa này giống y chang hàng của Thái Tuấn luôn. Quá sang. Em còn có mấy áo à các chị ơi. Chị nào mà không thích may mà cái bông chân nó nằm ở dưới chân đấy, các chị đổ lên trên ngực các chị mà không đẹp em không trả tiền cho em, khỏi cần trả tiền cho tôi cũng được luôn. Màu đó gọi là màu nâu tay ấy chị, giống em đang mặc trên người nè. Cái quần màu nâu đen nữa hả, nâu ấy. Đây là em đang mặc trên người chị. Đó, đang mặc quần xanh đẹp hai kìa. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là được chứ. Nguyễn Loan trắng xanh, Bí Ngô trắng xanh xếp. Cho em trắng xanh nha các chị ơi. Giá 180 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng xanh cho em. Hòa rất là sang luôn mấy chế ơi.
trắng xanh cho em giá 180 nha các chị nha. Rồi đưa cái gì đấy, hàng mới lấy ra đây cho chị mà. Mimi Huỳnh trắng xanh, Vân Anh Hoàng trắng xanh hai áo, Mai Đặng trắng xanh. Khoan khoan, cái này nó đâu có giống đâu, vậy là hết rồi. Hết trắng xanh. Đây nữa. Rồi các chị, không sang không lấy tiền luôn. Trắng xanh em hết nha các chị ơi. Siêu Diamond giá 250.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt cho em là kem. Kem đỏ đô thì các chị vui lòng chốt cho em là kem đỏ, giá 250 một áo, 350 một bộ nha các chị nha. Nhô, để lại cái đó được chưa tới. Các chị ơi cho em là kem đỏ 250.000. Siêu sang luôn. Chi lê sen đỏ, kem đỏ, cho em là kem đỏ các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt kem đỏ cho em. Chị nào lấy xét luôn thì các chị đắm xét luôn cho em. Em bỏ quần vô cho mình luôn nha các chị nha. Chắc phải là siêu diamond giá là 250.000 một áo các chị ơi. Ok chị Diệu Huyền. Quần ở ngoài là quần đỏ đô nha các chị nha. Chốt đơn cho em giá 250 các chị ơi. 250.000 một áo. Sang lắm lắm luôn đó các chị. Rồi tiếp luôn cho chị đi. Màu hồng á, hồng da, hồng hồng đó. Màu cho nó luôn. Toàn mẫu mới không nha các chị ơi. Không được là tí em cứ về là em bán lại thêm một lần nữa thôi. Trời ơi. Để kia là được bộ nào nữa chưa. Tắm cho em là hồng dâu nha. Nguyễn Phú An kem đỏ. Cho em là hồng dâu giá 180.000 một áo. Vân Bùi vải áo mẫu mặc. Chị nào lấy thì các chị chốt kem đỏ cho em. Qua kia cho chị một mẫu thủy tiên đẹp đẹp đi. Cho em là hồng dâu nha, giá 180 các chị ơi. Hồng dâu cho em giá 180.000 một áo. Đơn. Phạm Huy Vân hồng dâu. Quá đẹp luôn chị ha. Này màu mặc thêm quần đen cũng đẹp. Có đấy chị, có hết á. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em nha các chị nha. Giá là 180.000 một áo các chị ơi. Chốt cho em là hồng dâu giá 180. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Nhớ chia sẻ live stream cho em với các chị ơi. Tương tác giúp em với các chị. Tự nhiên cái bán cái kia xong bây giờ tự nhiên nó chậm hẳn xuống luôn ấy. Chốt đơn cho em là hồng dâu nha. Lấy mẫu đẹp đẹp lấy ngay cái mang nhí gì gì. Biếm kiểu quần vàng đồng gì đó con. Thi Hương hồng dâu, Thảo Nhàn hồng dâu. Hồng dâu nha, chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em các chị ơi. Mãi giá là 180.000 một áo cho em hồng dâu. Mẫu này các chị chốt cho em là trắng đen giá 180 luôn các chị ơi. Trắng đen cho em luôn giá 180. Trắng đen cho em giá 180 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt trắng đen cho em. Phạm Huy Vân trắng đen. Rồi qua lấy Thái Tuấn ăn xin một hồng phấn ra đây cho cô bác. Lấy Thái Tuấn ăn xin một hồng phấn ra đây. Màu này các chị đắm cho em là trắng đen nha. Giá 180.000 một áo các chị ơi. Thảo Nguyễn hồng dâu, Hường Nguyễn trắng đen. Ủa thọ đẹp mà sang mà có gì đâu mà mặc được. Có chữ nghĩ không? Không. Ôi, đẹp lắm luôn á. Liên quan gì đâu. Cho em hồng dâu và trắng đen nha các chị ơi. Này, này được, cầm hai một ít. Khi nào hết lấy tiếp. Các chị ơi em mới về nè. Đồ Thái Phôn ăn phim. Nha. Đồ Thái Phôn ăn phim.
thái phốn ăn kim đúng chuẩn hồng phấn luôn. Giá 250.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em. Hồng phấn giá 250. Mới về luôn á chị. Từ nãy giờ toàn là màu trắng này, màu hồng này, màu gì cũng mang này đó. Khe thi phạn hồng dâu và trắng kem. Cho em là hồng phấn giá 250 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em 250.000 một áo. Chất vải là lụa thái phốn ăn kim nha. Em mới về luôn á. Mới về được thêm cho các chị một hồng phấn giá 250 nhá. Thảo Nhàn hồng phấn bộ. Hồng phấn là giá 250.000 một áo các chị. Các chị mà không chốt thì ăn tí nữa. Mấy chị ở trên kia vừa lấy mẫu mặc đồng phục về xong cái là tí lên cái là hốt một phát một là mấy chục bộ luôn, là hết hàng luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em 250.000 một áo các chị ơi. Cho chị một hai màu nữa đi nào. Trong bên kia gì nó thiếu màu gel quá trời, giờ tự nhiên kêu lục mặt lấy áo màu gel lên vậy. Sao làm việc trẻ có hợp tác với nhau. Hương Hương Nguyễn hồng phấn vậy. Giờ chưa lục lặng mấy cái áo rêu kia lên, trong khi đấy thì la làng 36 mà dưới nhà thì thiếu rêu là sao. Là gì đây? Mùi máy lấy cái áo xong rồi nó lặng cái gì sáng được rồi. Nhà có một sáng mấy cái áo không có nhiều người bộ. Phạm Huy Vân hồng phấn bộ. Hương Lê vải áo mẫu mặc. Đưa một hai màu khác ra đây cho chị nè, một móc thôi, một móc hai. Phạm Thu Hương hồng phấn bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em nha các chị ơi, giá là 250 nha các chị nha. Hôm nay các chị chốt cho em là màu tím phẩm. À xin lỗi, tím Huế chứ. Không, cái này là cẩm các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cẩm cho em luôn, 250.000 một áo nha các chị nha. Tím cẩm cho em giá 250 luôn. Cho em là sang cô ban luôn giá 250. Nguyễn Minh hồng phấn. Yến Nhi trắng đen. Cho em là sang cô ban luôn giá 250 các chị nha. Màu này các chị chốt cho em là màu cỏ úa nha các chị ơi. Cỏ úa cho em giá 250 luôn. Cho em là hồng trắng sen luôn giá 250 luôn. Nga Lê tím cẩm bộ. Hồng trắng sen giá 250 luôn. Và màu này các chị chốt cho em là màu cà phê sữa luôn nha các chị nha. Cà phê sữa cho em giá 250 luôn các chị. Hằng hồ cỏ úa bộ. Cho em là xanh ngọc luôn các chị. Xanh ngọc giá 250 luôn. Tí nữa mấy chị kia lên mà chốt đơn cái hàng này xong cái là hết luôn. Còn để lấy luôn. Bảo Ngọc hồng cánh sen. Cho em là kem sữa luôn 250 luôn các chị ơi. Phương Vi xanh ngọc bộ. Vân Anh Nguyễn cà phê sữa. Cho em là đỏ đô luôn các chị ơi. Lê Thị Hiền cà phê sữa. Mimi Huỳnh cam sữa bộ. Ngọc Hân hồng phấn. Dinh Hằng cà phê sữa bộ. Nông Nguyễn cà phê sữa bộ.
bên em đang bán lụa anh Kim thấy tốn nha chị. Em có màu trắng nữa nha các chị nha. Trắng cho em giá 250 luôn các chị ơi. Có hồng phấn hôm nay mới về công nhận đẹp thật sự luôn. Đẹp lắm lắm luôn đó các chị. Và màu này các chị chốt cho em là màu hồng lạ đi. Chứ em mó tay màu này em không biết màu này màu gì đâu các chị ơi. Cua luôn đấy. Cho em là màu lạ nha, 250 ngàn một áo các chị ơi. Đúng không? Ủa sao cô bán đợt trước các chị hỏi nhiều lắm mà sao giờ không thấy nó đâu nhỉ? Còn màu gì nữa đưa ra đây cho chị xem nào. Còn màu lý với lại màu xi măng ở phía bên kia nữa chị ạ. Màu này các chị chốt cho em là màu ngọc nhạt nha. Ngọc nhạt này còn mấy áo? Trần Hoa cà phê sữa, Yến Nguyễn màu lạ. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh cổ vịt, 250 ngàn một áo luôn các chị ơi. Nè, là chị cái này nè. Ở nhà là có hình trắng thôi. Nguyễn Oanh hồng phấn sang cổ vịt cho em luôn. Bên kia kìa, màu xi măng với lại màu lý ở bên kia đang treo bên kia kìa. Và màu đen nữa. Đây này. Tên Vũ hai sang cô ban. Màu gì vậy? Một áo sang cô ban nữa chị. Lan Anh lê xanh cổ vịt bộ. Đây vàng đồng chị nào hỏi nè. Vàng nha các chị ơi, vàng nha. Chị nào lấy Trần Hiền đỏ đô. Vàng cho em. Vàng là màu còn đang là thiếu quá trời luôn đó. Phạm Tốn xanh cổ vịt. Còn xanh cổ vịt không? Anna Nhôn sang cổ vịt. Tuyết Nguyên vàng. Duy Vũ Hoàng vàng. Nguyễn Oanh vàng. Thu Hương Nguyễn đỏ đô và sang cổ vịt. Cao Thắng đỏ đô. Tuyết Nguyên trắng. Vân Anh Hoàng vàng hai áo. Vàng có cúc 28. Em có đen nữa nha các chị ơi. Vàng em có khúc 2m8 chị nào lấy comment giúp em. Em có đen nữa, chị nào lấy đen thì các chị chốt. Nguyễn Giang sang cổ vịt. Em có đen à? Và em có màu này em gọi là màu gì ta? Màu xi măng. 250 ngàn một áo luôn các chị ơi. Vàng lắm luôn á. Và màu này các chị chốt cho em là màu xanh lý nha. Tâm lý cho em luôn, 250 luôn là các chị. Vàng em hết, em còn khúc 2m8 hả? Vàng còn không? Ở dưới nhà còn không? Cương Nguyễn xi măng. Mỹ Hiền đen. Tâm Phạm đen. Vũ Thanh Thủy xi măng hai áo. Mi Mi Huỳnh xanh lý. Cái màu xanh kia tôi gọi là xanh gì? Xanh lấy còn hai éo à? Gọi là xanh gì? Ngọc nhẹt. Ngọc nhẹt. Xanh lơ là xanh này. Tuyết Nguyên vàng 2m8. Phạm Tốn xanh lý. Bích Thủy Nguyễn xanh lý. Vân Anh Nguyễn xi măng. Minh Khang Nguyễn xanh lý. Nguyễn Ngọc Thanh xanh lý. Em có màu
chị, một săn lá này. Ở trên nhà hôm qua có mấy phiếu một săn lá bỏ đủ đơn chưa? Hôm qua bỏ đủ rồi. Khi nào lấy thì các chị chốt săn lá cho em nha. Cho một cái chân lý. Đưa cái màu lý cho đây cho chị. Chân bếp và áo mẫu mặc. Nguyễn Diệu một đen một xi măng. Cho em và săn lá nha các chị ơi. Cái màu lính sáng rồi nè. Đen cả dưới. Bán 3 tỷ lần rồi vẫn chưa phân biệt được màu. Phan Phan Yến xanh cổ vịt. Màu gì với màu gì vậy? Thanh cổ vịt, đen xi măng, chân lý. Hoa kính xanh lá. Hương bùi xanh lá một bộ. Đúng rồi. Ngày mai cái hàng này trước khi bán á, cái nào mà còn mưa thì để ở trong, cái nào mà hết thì để ở ngoài để lấy cho nó dễ nhá. Lý mấy áo? Ở dưới nhà còn cái hàng này không? Phương Nguyễn xanh lá một bộ. Lý bên em đang bán hộ anh Kim Thái Tuấn nha chị. Giá 250 ngàn một quả áo hả? Cứ chạy vòng đi lấy cho khổ. Cái này ghê luôn, nó không biết làm sao sắp xếp được đó. Nó gọn gàng để bán hàng, nó đỡ phải cô bố này các chị chốt cho em là xăm nha. Xăm không thôi nha các chị ơi. Ôi trời đất ơi, mưa nhưng mà có nắng. Phạm Tuấn xanh lá. Xanh lá hết rồi. Ồ, áo nãy vừa mới ấy thôi. Còn ở dưới nhà có hay không thì không biết luôn. Không báo không gì hết rồi, cứ chạy vòng vòng xuống hỏi thôi. Hồng Nguyễn xanh lý. Em có khúc 2m4 cho chị Hồng Nguyễn và một khúc 3m6. Lý và một áo. Một áo vừa làm xong, khúc 2m4, khúc 3m6. Em còn khúc 3m6 xanh lý nè chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh không thôi nha các chị ơi. Sao mà nó quản lý được cho hàng cho nó đâu vào đấy. Trước khi bán hàng này là cũng dặn hết á. Lần trước dặn 4 lần luôn. Nhớ nha. Cái này nè. Cái nào mà hết rồi thì để ở phía ngoài bán trước. Cái nào mà còn thì cứ vậy là bán tiếp sau. Đó là cứ vậy là chốt. Không. Ừ, một màu này chạy xuống hỏi một lần. Một màu chạy xuống hỏi một lần. Giá 250 ngàn một bộ, 250 ngàn một quả áo, 500 một bộ nha chị. Bộ này các chị chốt cho em là màu xanh nha. Bây giờ chính xác cái màu nào mà nó hết rồi em đưa cho chị chốt đi. Em đừng có đưa một mới như vậy thì chị chả biết cái nào với cái nào để bán luôn ý. Cao phương xanh. Còn thì còn không? Đó. Cái gì? Màu gì? Xanh xanh gì? Chị Luyến Đỗ thì em chốt xa đen cho chị nha, chị em hết xanh lý ạ. Trần Thị Phương xanh một bộ. Về bỏ ra bán tí nữa, mấy chị kia mà lên mua đồng phục rồi xong cuộc đời nở hoa luôn, hết hàng luôn. Thôi mua luôn đi cái công trình nè. Chị lên. Phạm Huy Vân xanh một bộ. Đây, trắng hết quần này cho cô cho đẹp. Trắng một bộ đúng không? Xong là em có khúc 3m này chị ơi. Và em có khúc 2m4 nha. Trắng lấy thôi là chị lấy trắng xem. Đây thì rồi chị áo dài cho chị màu là màu xanh lá. Rồi màu đỏ. Phải lấy màu trắng xem cho cô. Đây là lấy trắng xem này cho cô. Lấy cái hình trắng, chị có hình trắng. Còn màu đen không? Màu này chị gọi cho em là màu ruốc nha chị ơi. Em còn hai áo. Chị Thảo Nhàn em chốt đen cho chị nha. Chị em hết xanh lá. Chị ơi cho em là ruốc nha. Ruốc giá 250 chị ơi. Và có một cái màu hồng kia nó chưa có bán luôn. Đưa cái màu hồng ra đây cho chị. Cho em một áo đen. Cho em là rút 250, còn 2 áo. Nguyễn Hoa rút còn 1. Còn này này chị.
Trần hoa xanh 2m4. Đẹp lắm. Ok chị Cao Phương đổi sang 3m. Chị đám cho em là hồng vô nha, 250.000 một áo, siêu đẹp luôn chị ơi. Nâu Nguyễn rút một bộ. Này em chưa bán bao nhiêu áo. Rút còn có một áo thôi. Nó có một vàng đồng đó hả? Các chị ơi, đắm cho em nha, rút à, hồng nha, hồng vôi. Cái màu rêu mà tụi em đòi hàng á, hôm nãy là treo một đống nha. Ở đây là một bịch nha. Sao nó treo bù đủ thôi chị? Bù đủ ở đâu? Tối ngày hôm đấy, còn trưa ngày hôm đấy còn báo cho chị là mười mấy hai chục áo mà trong khi đấy ở dưới nhà thì hết rồi. Bây giờ vào bù đủ là bù làm sao? Mi Huỳnh hồng vôi. Nguyễn Lan hồng vôi. Ờ, hồng vôi nhiều nhưng mới tắt. Khi nào lấy thì các chị chốt hồng vôi cho em. Hồng vôi đó. Chốt cho em giá 250 các chị ạ. 250.000. Cho em là hồng vôi nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng vôi cho em. Thu Hương Nguyễn hồng vôi. Tuyết Nguyên đen. Sáng mây hồng vôi. Trần Hiền hai áo hồng vôi. Giờ không em mặc phi bóng nữa đâu bà. Giờ mặc lụa cho nó đẹp. Đúng mặc phi bóng. Rút em hết rồi nha các chị ơi. Cho em hồng vôi nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng vôi cho em. Giá là 250.000 một áo các chị ơi. Đang là làm việc ở đây không có làng hàng, còn mấy đứa dưới đấy thì tự chịu trách nhiệm. Chị mà bỏ ra chị bán rồi là thiếu bán chị nha. Đưa hồ leo lên cho chị nào. Phạm Huy Vân hồng vôi bộ. Đưa hồ leo lên cho chị. Tí nữa mà đứa nào mà nhắn mà bảo chị lấy này, lúc đấy này thì này là thằng đó là công tâm hướng tính với tụi mày lắm luôn rồi đó. Mẫu này các chị chốt cho em là rêu nha các chị ơi, giá 250.000 một áo nha các chị nha. Rêu cho em giá 250.000 Trần hồng vôi. Rêu giá 250 một áo có lẻ không Thăng ơi? Cho em rêu Hoàng giá Hà rêu. Vân Anh Hoàng hai rêu. Phương Loan rêu. Một. Nguyễn Hoa rêu. Hết rêu. Ngày mai có về thì tính sau, còn không là có bằng này thì chốt đến bằng này. Nha, chị nào lấy thì các chị chốt rêu cho em. Các chị ơi, em còn hồng vôi nha các chị nha. Giá là 250.000 một áo. Kim Thanh hồng vôi hai áo. Em hết rêu nha các chị ơi. Cái lụa Arona này này các chị này, hôm vừa rồi em có nói với các chị đó, em còn bao nhiêu em bán khỏe cho các chị bấy nhiêu hết luôn. Và cái chất vải nó đẹp lắm luôn đấy các chị. Em chốt đơn giá 120.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen cho em. Xanh đen 120 cho em các chị ơi. Xanh đen 120.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen cho em. Giá là 250.000 một áo á. Em giảm hẳn cho các chị giá còn 120 luôn. Chất vải là lụa Adora nha các chị nhá. Xinh lắm luôn á. Cái chất vải này mang nguyên bộ mặc cực kỳ sang luôn á. Cho em là đỏ đô 120 luôn. Em còn mấy màu thì các chị nào có nhu cầu mua thì các chị lấy nhá. Cho em màu xanh lý luôn, 120 luôn nha các chị ơi. Trần Du xanh đen, Duy Vũ Hoàng xanh đen, Lê Thị Hường xanh đen, Quỳnh Lan xanh đen. Em có đỏ đô được các chị. Và màu này các chị chốt cho em là hồng dương hai xanh đen, Tú Sơn Trần xanh đen, Kim Thanh xanh đen bộ, Ngọc Ngọc đỏ đô, Bà Ngoại Xì Tin xanh đen, Anh Ngọc Ly Thi xanh đen bộ. Khi nào lấy thì các chị chốt xanh đen cho em. Lụa Adora nha các chị nha. Giá là em bán 250. Nguyệt Bùi xanh đen bộ. Vân Phạm xanh đen.
màu này các chị chốt cho em là màu xanh. Chi Vũ Hà xem đen thêm áo nữa là bộ. Lý 120 cho các chị. Tú Sơn Trần đỏ đô. Phạm Thị Hương xanh lý. Quang Nguyễn Duy đỏ đô. Tấn Dương xanh đen. Huyền Trâm Hòa xanh đen. Cho em màu lý rồi các chị. Lý cho em 120. Đặc biệt là cái hàng này các chị hay. Nguyễn Phú An lý hai áo đẹp luôn. Tình Nguyễn xanh lý. Nguyễn Tân xanh lý. Lý cho em nha các chị ơi. Lý em tính các chị giá 120 không? Bao giá cho các chị mua hàng luôn. Không ai mua được ở đâu rẻ hơn. Cái giá nào mà tốt. Vân Anh Nguyễn xanh đen bộ. Lý cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt lý cho em. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng dâu. Các chị may nguyên bộ cho em. Rất là sang luôn. Cho em màu hồng dâu giá 120 ngàn. Giảm hẳn 50% cho các chị luôn. Hồng dâu nha. Thu Hằng Nguyễn xanh lý hai áo. Bích Thủy Nguyễn xanh đen. Phương Bùi xanh lý bộ. Còn lý. Phương Nguyễn xanh đen. Hết xanh đen, còn xanh lý. Thừa Phong đỏ đô và xanh lý. Còn đỏ Mimi Huỳnh đỏ. Mimi Huỳnh hồng dâu bộ. Trần Hoa xanh lý hai áo. Văn Nguyễn Thị. Văn Nguyễn Thị xanh lý hai áo. Nông Nguyễn đỏ. Nông Nguyễn hồng dâu. Trang Nguyễn đô. Còn đỏ đô, còn xanh lý, còn hồng dâu. Trang Nguyễn xanh lý. Thanh Nguyên hồng dâu. Nguyễn Bạch Mai hồng dâu. Hạnh Vân hai xanh lý. Anh Lan đỏ đô. Nông Nguyễn hồng dâu một bộ. Đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Lấy đi các chị. Màu này nữa, các chị lên lấy nha. Con chị hỏi Trang Nguyễn đỏ đô. Trang Nguyễn hồng dâu 2. Cho em là màu xanh xám nha các chị ơi. Quý Thinh 2 hồng dâu. Mai mốt mà em mặc á, đến lúc đấy nó không còn hàng luôn á. Và đặc biệt vải này là không hề nhăn nha các chị nha. Không có nhăn một vẻ nào hết. Chị Hồng Hoàng em chốt xanh lý và đỏ đô chị nha. Em hết xanh đen. Các chị ơi, cho em là xanh đá nha. 120 ngàn thôi các chị. Để lại cho chị bộ mai đi. Cái này cái áo nó bị lỗi này. Nhưng chị một cái áo nữa. Rồi bỏ vô. Mai cho chị một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đá cho em luôn. Giá 120 ngàn một áo luôn các chị ơi. Đẹp lắm ấy. Ủa đây nữa nè. Vô bỏ đây. Bỏ vô đi. Đưa cái áo kia lại. Ủa cái này nó bị sao vậy mấy đứa. Nè bị lỗi luôn nè. Nguyên cái dàn này bị lỗi à. Đây nữa nè. Để lại đi. Để lại mấy cái áo này đi. Để lại đi mai mốt bán áo kiểu hay gì cho các chị được. Chị nào lấy thì Nguyễn Hạnh hồng dâu và xanh đá. Tấn Dương xanh đá. Chốt xanh đá cho em nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đá cho em. May nguyên bộ đi các chị, rất là sang luôn. Còn màu này là màu kiểu gì? Còn bằng này thôi đúng không? Còn đúng bằng này luôn đó các chị. Nhà em có một bộ. Nguyễn Phú An hai xanh đá. Chị nào lấy thì các chị chốt cổ vịt cho em nha. Xuân Đoàn xanh đá. Xuân Thanh xanh đá. Đây này, lấy ở đây này. Đây luôn nè, cái này bị lỗi luôn nè. Các chị bán cho em là cổ vịt nha các chị ơi, 120 ngàn một áo luôn. Để đó để gom vào bán cho các chị thành mấy cái áo ấy á. Chị Lê Nguyễn hai cổ vịt. Thành mấy cái áo kiểu á, bán rẻ cho mấy chị. Nhưng mà khi nào em bán thì em sẽ thông báo cho các chị nha. Cho em là xanh cổ vịt các chị ơi. Nguyễn Phú An hai xanh cổ vịt. Trần Du xanh cổ vịt. Nguyễn Bạch xanh cổ vịt bộ. Ly Dâu hai xanh cổ vịt. Màu này các chị chốt cho em là màu kem kem gặp. Kem gặp này em còn cho các chị được đúng hai áo luôn. Sang cổ vịt em hết các chị ơi.
Các chị ơi cho em là kem gặt nha. Kem gặt em còn 2 éo. Màu này là màu nho, màu đô đậm ấy. Các chị đắn cho em là đô đậm. Em còn đúng một éo một duy nhất luôn. Cho em là đô đậm nhá. Đô đậm giá 120 luôn. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng. Hồng này của em còn khúc 3 mét. Vũ Thanh Thủy cam gạc 2 áo. Hồng này các chị chốt cho em là hồng 3 mét nha. Hồng 3 mét. Giá chạy ra bộ đồ 3 mét phải có 180 ngàn. Và màu này các chị đắn cho em là màu hồng tím 3 mét 4. Hồng tím em còn khúc 3 mét 4 và mấy áo đây ta. Hồng tím còn khúc 3 mét 4 và 2 áo. Hồng tím cho em nha. 120 ngàn một áo. Còn màu này các chị chốt cho em là hồng tím đậm. Còn có một áo duy nhất luôn. Mai đặng hồng 3 mét. Hồng tím đậm cho em còn một áo giá 120 ngàn. Và màu da cho em luôn giá 120 ngàn luôn các chị ơi. Da cho em nha 120 luôn các chị. Da em còn 3 luôn. Chốt đơn ngay và liền luôn các chị ơi. Hết hàng luôn rồi. Trẻ còn luôn. Rồi các chị cái gì ở dưới nữa vậy? Bùi Hải Trung đô đậm. Huyền Trâm Hoàng Gia. Mấy cái gấm hoa mai ở bên kia, lụa hoa mai bên kia chị bắt. Tú Sơn Trần Gia. Hồng Kông giá 200 ngàn một áo nha các chị ơi. Lụa Hồng Kông chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em. Giá là 200 ngàn một áo nha. Mẫu này là các chị hỏi em trên tường Facebook quá trời luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em 200 ngàn một áo các chị. Cho em Hồng Kông giá 200. Hồng Kông đỏ đô. Mẫu này là em có post lên trên tường nè. Chị nào lấy thì các chị Nguyễn Hạnh hồng tím 3m4. Island Hồng Kông giá 200 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em. Màu của nó ở ngoài là màu đỏ đô. Hàng này mặc không phù giúp đường chị rất là đẹp luôn. Cực kỳ chuẩn luôn nha các chị ơi. Chốt đơn Hồng Kông cho em giá 200 nha các chị nha. Giá 200 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em. Và mẫu này các chị ơi, hoa mai này của em là giá 190 ngàn. Xuân Đoàn Hồng Kông. Em có đỏ đô, vàng đồng, xanh cô ban, hồng dâu, hồng cánh sen và xám. Giá là 190 ngàn một áo nha các chị nhé. Mẫu này là khách vừa mới ghé mua xong tức thì đấy. Đáng nhiêu vậy hả? 200 ngàn một áo hả? Hay 220? Em này bán lời tốt nhiêu vậy nè? Trời, bán ở shop là phải 220 ngàn một áo. Nàng ơi là nàng. Các chị ơi cho em là đỏ đô hoa mai nha. Nguyễn Bạch Mai Hồng Kông. Chị ơi đỏ đô hoa mai cho em giá 190. Bán này cho mấy phố bà ngoài xì tin vải áo mẫu mặc. Màu này các chị chốt cho em là vàng đồng nha. Vàng đồng hoa mai giá 200. Anh xin lỗi, giá 190 ngàn chưa các chị. Anh Ngọc Ly Thi Hồng Kông. Cho em là xanh cô ban luôn. 190 ngàn một áo luôn các chị ơi. Chị Mê Mê Huỳnh đủ màu, mỗi màu một áo. Quá đẹp luôn các chị. Bắt cục đời luôn. Màu này các chị chốt cho em là màu da. Vân Anh Hoàng đỏ đô 2 áo. Cho em là hồng da nha. 190 các chị ơi. Cho em là hồng cánh sen luôn. Cái vải đẹp lắm. Nga Nguyễn Vàng Đồng. Nguyễn Thị Bích Vân xanh cô ban. Tú Sơn Trần xanh cô ban. Cho em là xám luôn các chị ơi. Hương Nguyễn Hồng.
chi chu xanh cô ban. Nó đi đâu vậy? Nó lấy ở đâu? Đang treo ở đây là lấy ở đâu? Còn nhưng mà lấy Mai đâu? Hồng Vân xanh cô ban, Nga Nguyễn Hồng, Tú Sơn Trần Vàng, Nga Nguyễn Sám, Numi Hồng Cánh Sen, Nguyễn Tân Vàng Đồng, Numi Sám. Cái này các chị bán cho em là xanh lá nha. Nhiên Hằng Sám, Châu Phạm Xanh Cô Ban. Thúy Trên Xanh Cô Ban. Nguyễn Phú An Vàng Đồng. Đẹp lắm luôn đấy các chị, nó mềm mà nó rũ kinh khủng luôn. Bích Thủy Nguyễn Xanh Lá. Tôi tặng với các chị ơi. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Trâm Bảo Hai Xanh Cô Ban. Nguyễn Lan Nguyễn Đỏ Đô. Dương Nguyễn Hồng Cánh Sen. Hoa Hoàng Hồng. Cho các chị xem này. U là trời. Nga Nguyễn Xanh Cô Ban. Liên Trần Đỏ Đô. Quyên Vũ Đỏ Đô. Ồ, nó đẹp lắm luôn á các chị. 190.000 một áo thôi các chị ơi. Hương Toàn Bùi Đỏ Đô. Súp Lơ Xanh Cô Ban. Vân Trinh Nguyễn Xanh Cô Ban. Nguyễn Phú An Xanh Cô Ban. Cái màu xanh lá là các chị nên lấy nha. Đẹp kinh khủng luôn á. Vàng đồng này được em có may luôn nè. Bao giá toàn Facebook cho các chị luôn á các chị ơi. Còn cắm sen có đúng không? Còn cắm sen này. Hàng này là bán 190.000. Là em bán cho các chị là giá gọi là giá, giá phổ thông nhất có thể luôn rồi các chị. Giá là không có thể nào rẻ hơn nổi nữa luôn ý. Đấy, nói tóm lại là như thế. Hả? Có một hồng da thôi. Em có hồng da thôi, không có da chị ơi. Có hồng da này này chị. Và có sáng. Duy Nguyễn Xanh Cô Ban. Nguyễn Vân Xanh Cô Ban. Hồng Dương Vàng này. Đồng. Hồng da này đẹp lắm chị ơi. Chốt đơn cho em giá 190.000 một áo thôi nha chị nha. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. Đúng chất tơ bằng luôn. Chi Nguyên Xanh Cô Ban. Bà Ngoại Xì Tiên Hồng Cánh Sen. Ngô Thị Nhật Lệ Hồng Da. Vân Trinh Nguyễn Xanh Lá. Phạm Tốn Hồng Cánh Sen. Hồng da này cũng đẹp lắm. Sang cô. Cô đang trên này chỉ còn 2 áo này. Chốt thêm khoảng 5 áo. Nguyễn Hồng Da. Vũ Hường Xanh Lá. Minh Nhật Vàng Đồng. Ok chị Mimi Huỳnh. Em lấy chị mỗi màu một áo rồi chị. Cái lai dung hồng da, hồng da. Hồng da này đẹp lắm ạ. Siêu trắng da luôn nha chị nha. Không kém một tẹo. Phạm Huy Vân Hồng Cánh Sen. Hồng da xanh cô ban xanh lá. Ủa khoan. Tại sao không ai lấy màu này ta? Khoan, dừng lại một giây cho em. Màu xám. Huỳnh Tuyết Hồng da. Nguyễn Phúc An Hồng Sen. Hồng Sen và Hồng da. Chi Trinh Xanh Cô Ban Xanh Lá. Xanh Cô Ban còn 2. Tuyết Nguyên Xám. Trần Kiều một xanh lá một xám. Vàng đồng. Thúy Trinh da. Thúy Trinh Hồng da. Dương Chín Xám. Hương Toàn Bùi Hồng Cánh Sen. Xuân Đoàn Hồng Cánh Sen. Nguyễn Tân Sám. Thủy Kim Vàng Đồng và Xanh Cô Ban. Hoàng Thị Ánh Hồng Hồng Da. Giá 191 vẻ áo, 291 set nha chị. Đẹp lắm luôn đấy các chị ơi. Hương Toàn Bùi Hồng Da. Hồng da này các chị mặc là siêu. Kim La Dung Hồng Da. Tình Nguyễn Hồng Cánh Sen.
yêu trắng dè luôn đấy chị ơi. À, các chị nhìn thấy em cầm cũng phải lên là các chị đã thấy nó mê rồi. Em cho các chế nhà mình vò này. Có mà vò đến muôn vẹn kiếp luôn ấy. Nghiến tan, nghiến lợi, nghiến đủ các thứ này. Bỏ ra này, có nhăm tí nào không? Nhăm tí nào luôn á. Chốt đơn cho em nha các chị ơi. Chị nào mà mặc đồng phục thì vui lòng giúp em chốt ngay. Lưu Mỹ Hiền Hồng, Lưu Mỹ Hiền Hồng Gia, Đinh Hạnh Hồng Cánh Sen, 13 Trần Vàng Đồng, Huỳnh Nga Hồng Gia, Nhan Tin Hồng Gia 1 set. Ồ, em còn thọ trắng chị thôi, thọ hồng cánh sen em hết rồi chị ơi. Còn hồng cánh sen còn không thọ đây. Kịp. Và hồng cánh sen vàng nè. Có hồng sắc áo nè chị ơi. Ngọc Lê vàng đồng. Hồng cánh sen là em còn một áo, còn đây là màu hồng sắc áo màu mới nha chị nha. Đánh cho em là thọ sắc áo và thọ hồng cánh sen. Bích Vân xám. Giá chốt đơn 270 là giá tốt lắm luôn đó các chị. Em còn thọ hồng cánh sen còn đúng một áo, còn thọ thêm thọ thọ gì nhỉ, hồng sắc áo là còn nhiều hàng mới. Và em có thọ đỏ nữa mấy chế ơi. Bà ngoại xì tin hồng da. Em có thọ đỏ. Lê Trần thọ hồng cánh sen. Hết, có một áo một à. Đấy, nãy mấy cô có đến mua toàn thọ này không để mặc đám cưới đó các chị. Và em có thọ đỏ nữa nha. Em có thọ đỏ và thọ sắc pháo giá 270 nha các chị nha. Màu này là màu hồng sắc pháo, còn màu này là màu đỏ cờ luôn á. 270 ngàn một áo. Chất vải là gấm Thái Tuấn nha các chị ơi. Đỏ, hồng Thiên Trang một hồng da một vàng đồng. Trên thì mùi vàng đồng. Thọ trắng em không còn chị ơi. Còn thọ trắng, nhưng mà thọ này này. Còn thọ trắng kia còn. Ở bên kia thấy còn mấy trái thọ trắng nữa mà em. Cái thọ trắng 120 nhà mình qua kia thì chị thấy tụi mày treo đâu mà đúng. Quý hồ thọ đỏ. Đây thọ trắng và một áo nè. Chí Lê thọ đỏ 2 áo. Thọ trắng còn 1 nè. Lấy cái lập thể một lập thể nhà mình ra đây, chị thấy còn treo một ít, lấy ra đây màu trắng cho chị luôn. Thọ trắng còn 1 nè chị. Trần Kiều thọ trắng. Cho em là thọ hồng sắc pháo và thọ đỏ nha các chị ơi. Và em có thọ xanh cô ban cho các chị luôn. Và em có thọ xanh dương luôn nha các chị nha. Thọ này là thọ xanh cô ban. Còn thọ này là thọ xanh dương nha các chị nha. 270 luôn các chị ơi. Để lấy đi cho các chị xem. Em có 4 màu nè. Lấy màu gì thì chốt đơn màu đó cho em. Trắng ánh kim em có nha chị. Giá là 270 ngàn một áo nha các chị ơi. Ok chị Thảo Nhàn, em chốt chị 2 áo trắng ánh kim ạ. 270 ngàn. Thọ trắng em hết rồi các chị ơi. Và nếu mà hình như ở trên bàn ấy, ở phía trong cái kia còn 2 cái hay 3 cái thọ y chang như vậy, nó màu trắng à. Còn mẫu này thì em bán cho các chị là giá 130 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em, cái hàng này đẹp lắm các chị. Ok chị Ngọc Ngọc. Bán cho em là lập thể trắng nha. Hàng này rất là sang luôn, em còn có mấy áo. Chất vải còn đẹp hơn cả chất vải thọ luôn á. Thọ trắng còn mấy? 2 kìa. What? Có thọ trắng 270, có 2 áo thôi chị ơi. Của Thái Tuấn nha chị nhé. Thôi chết. Chị nào lấy thọ trắng Thái Tuấn thì các chị chốt thọ trắng Thái Tuấn cho em 270 nha. Cắt 2 áo.
Còn mẫu này các chị đóng cho em là lập thể 120, lập thể trắng á. Vi Mai Hương lập thể trắng. Chưa ai mua áo này nhớ mua liền nha chị, chất vải của nó. Ok chị Mai Trần. Trần Kiều lập thể trắng. Siêu đẹp luôn á. Em tiếc lắm khi em bán cái chị bé 1, 2, 3. Hà Phan thọ trắng Thái Tuấn. Chị Thi Nguyễn em còn thọ trắng Thái Tuấn, chị lấy chị comment giúp em ạ. À, cho em là lập thể trắng nha. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể trắng cho em. Rồi đưa cái hàng ở bên kia, nó có cái màu xanh ngọc đó. Đưa cho chị. Dương Nga lập thể trắng. Thu Hằng Huỳnh lập thể trắng. Còn màu gì khác nữa? Ngoài mấy cái màu này hàng này. Trần Tuấn lập thể trắng. Còn chị ơi. Lê Nguyễn lập thể trắng. Phan Thị Việt lập thể trắng. Chất vải đẹp lắm. Bảo Ngọc lập thể trắng. 130 cho em nha. Hồng Hoàng lập thể trắng. Còn. Lập thể trắng cho em. Và mẫu này các chị chốt cho em là xanh ngọc. Nguyễn Phú An hai áo lập thể trắng. Chốt thêm 5 áo lập thể trắng nữa. Mẫu này em có cho các chị là màu xanh, xanh ngọc nha, xanh ngọc 150.000. Dương Nguyễn Thọ trắng Thái Tuấn. Nhàn Hồng lập thể trắng. Mẫu này các chị chốt cho em là xanh ngọc. Và cho em vàng đồng. Nguyễn Tân lập thể trắng. Các chị ơi cho em là xanh ngọc và vàng đồng nha, giá 150. Xanh ngọc này còn ít lắm, còn có mấy áo à. Vàng đồng cũng còn có mấy áo. Thảo Nhàn lập thể trắng. Tình Nguyễn lập thể trắng. Cho em là xanh ngọc và vàng đồng giá 150. Chị lấy vàng đồng thôi. Đưa vàng đồng ở đây cho chị. Xanh ngọc còn không? Rồi. Nông Nguyễn xanh ngọc. Anh Lan xanh ngọc. Thanh Nguyên xanh ngọc. Anh Lan vàng đồng. Nguyễn Tân xanh ngọc. Nghĩa Nguyên lập thể trắng. Hết lập thể trắng. Cho em xanh ngọc và vàng đồng nha các chị nha. Giá 150 nha các chị ơi. 150.000 một tháng. Là cái chị mua hàng gấm với tơ tằm nhiều thật sự luôn ấy. Hầu như ngày nào Dương Nguyễn là bán. Dương Nguyễn xanh ngọc và vàng đồng. Lập thể trắng em hết rồi nha các chị. Lập thể trắng còn nhiều hả? Chốt đi, lấy cho tôi con cây nữa. Hà hồ. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Ủa các chị ơi, xanh ngọc còn có mấy áo à? Còn lập thể trắng giá 130 nha chị ơi. Vàng đồng giá 150 và xanh ngọc giá 150 luôn nha các chị nhé. Có thiếu cái hàng gì đâu các chị, chả có thiếu cái hàng gì hết thôi. Mà ngày nào cũng bán, ngày nào cũng nhiều. Quá trời luôn ấy, hoa hoa bông bông tự nhiên. Huỳnh Anh Đào xanh ngọc xếp. Hương như thóc ấy. Nguyễn Bạch vàng đồng. Em còn vàng đồng nè. Ai mà mua đồng phục chốt đơn liền luôn đi các chị. Không là hết á. Rồi cho chị cái von đi nhỏ ơi. Von mới này. Xu Nguyên xanh ngọc. Nhàn Hùng xanh ngọc. 3 áo xanh ngọc nữa. 5 áo xanh ngọc đúng rồi, có 4, có 1 rồi, 4 áo nữa. Là còn 3 đúng không? Teresa hồng xanh ngọc và vàng đồng. Mẫu này các chị ơi, von này đẹp lắm luôn á, mấy chế ơi. Cho em là von nha, giá 100.000 một áo các chị ơi, lấy cái hoa nâu ở phía trong.
Trời ơi, bom tự nhiên các chị ngưng thiệt là ngưng chứ em mà may cái một là ô chèng ơi, mặc là hỏi thôi luôn á. Cho em là bom nha, bom bông châm giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt bom bông châm cho em. Tí nữa em sẽ mang một mớ hàng về chiều chiều em ngồi em rặt rặt em bán cho các chị vài chục áo cho nó du cho nè. Chị nào lấy thì các chị chốt von cho em, von bông chân giá 100. Đừng có để em chốt đơn nha mấy chết, em chốt đơn là em buồn lắm ý. Giá 100.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt von cho em, von bông chân giá 100. Dì Bella xanh ngọc, thu đông vàng đồng. Cho em là von bông chân nha các chị nha. Nguyễn Bạch Mai von bông chân. Giá 100 các chị ơi. Thảo Nguyễn von bông chân, Thủy Bạch von bông chân. Giá 100 nha các chị nha. Và mẫu này các chị chốt cho em là nhái ABC. Thực tế là cái hoa này giống von của ABC nhưng mà em không có lấy hàng. Vân Trinh Nguyễn von. Phương Loan 2 von. Mẫu này các chị chốt cho em là nhái. Hàng Hồ Hồng vẫn xem 190. Thảo Duyên von bông chân. Oanh Vương von bông chân. Hồng Hoàng von bông chân. Nguyễn Hồng Nhung von bông chân. Tú Trương von bông chân. Cho em là nhái nha các chị ơi. Nhái ABC giá 100. Nguyễn Hồng Nhung von bông chân. Nguyễn Tân von bông chân. Cho em là nhái ABC. Lê Linh Hồ von bông chân. Loan Vũ von bông chân. Còn von bông chân. Đỗ Dung von bông chân. Mạnh Vũ nhái ABC. Lưu Mỹ Hà von bông chân. Cho em nhái ABC các chị ơi. Đỗ Dung nhái ABC. Lấy hoài là các chị. Lấy hoài là vẫn thấy nó cứ đẹp. Chị nào lấy Hoàng Hồ nhái ABC, Tâm Phạm nhái ABC. Giá 100.000 một áo nha các chị. Phương Loan thêm 2 von bông chân. Thủy Nguyễn nhái ABC. Numi nhái ABC. Anna Nhung nhái ABC, Nguyễn Hồng Nhung nhái ABC, Mùi Chu nhái ABC. Chị nào lấy thì các chị chốt nhái ABC cho em. Ngọc Mai nhái ABC. Giá chỉ có 100.000 thôi các chị ơi. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho tôi. Thanh Lê nhái ABC. Chốt Nguyễn Thị Dân nhái ABC. Chốt đơn cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nhái ABC cho em. Thực tế cái hàng Vân Phạm nhái ABC. Chứ không phải hàng của ABC đâu. Hàng của ABC nó không bao giờ mà giá mà nó rẻ vậy đâu các chị. Oanh Vương nhái ABC, Nguyễn Thị Dân nhái ABC. Còn nha. Hồng Hạnh Trần nhái ABC. Thoa Nguyễn nhái ABC. Còn một. Còn một nhái ABC các chị ơi, chị nào lấy. Lê Nguyễn nhái ABC. Nhái ABC em hết các chị ơi. U là trời. Còn con bông chân nha, còn một áo. Này các chị, vậy chứ vẫn là mãi đỉnh nha. Vẫn cứ là mãi đỉnh. Lumi von bông chân. Vẫn cứ là mãi đỉnh cho em luôn. 180.000 một áo nha các chị ơi. Ui nó sang. Ý như là theo cao cấp luôn á. Các chị ơi, đám cho em là da nha, 180 nha các tình yêu nhé. Da cho em giá 180 các chị. Mà em cho các chị xem cái hoa của nó y chang như là hàng theo và theo cao cấp ý. Nhìn nó ra giống như 10D luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt da cho em 180 các chị ơi. Siêu sang.
quần đen nữa là best seller luôn. Màu này dạng như màu nâu tây, em vẫn mặc trên người này. Chốt cho em là da 18. Đỗ Dung da. Mấy màu này á chị nhìn thì cảm thấy nó tối thật sự, chứ mặc lên rất là sang nha các chị nha, không hề già một tẹo nào hết á. Chị nào lấy thì các chị chốt da cho em. Đầu hiện dịch vụ da các chị ơi. Da cho em giá 180 nha các chị nha. Chốt đơn cho em là da. Numi da, Supler da. Da 180 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt da cho em nha. 180 ngàn một áo, quần mua riêng tính riêng giúp em. Nếu chị nào muốn lấy vải giống y chang như cái màu da này, bên em có luôn. Và đặc biệt là em có quần lụa rết màu này cho các chị luôn. Đó, giá 180 nha các chị ha. Rồi. Thanh Lê da. Lấy cho chế một cái mai nhí màu trắng ấy, đúng không? Còn nha. Còn da đó, chị nào lấy đây này em có sẵn luôn đó, các chị mua là mặc nguyên tâm. Dạ còn nha chị Nguyễn Dung. Em chốt chị hai áo nha chị. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí trắng, 180 ngàn một áo luôn nha các tình yêu ơi. Ui. Đúng ra mà cái mày này cứ cắt cho các chị một loạt nhí, bán toàn nhí không là cô đó sẽ mặc nhí. Hoặc là toàn là một loạt là màu da không, là bán toàn màu da không cho các chị. Đây nó cứ cắt mỗi màu mấy cái mới có thể hiểu được cho. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí trắng cho em. 180 các chị ơi. 180 ngàn một áo nha các chị nha. Nhí trắng ghé 180. Chốt đơn cho em. Cái quần hôm đó mà đưa cho cái chị gì mà quéo đồng phục ấy, ở dưới nhà có chưa vậy, nói tụi nó cắt để tí treo cho người ta mà hồi sáng có nhận mà có làm như vậy ta. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí trắng cho em nha. Giá 180 ngàn một áo nha các chị ơi. Kinh lắm lắm luôn á. Phối thêm cho em quần hồng phấn cũng được, quần hồng dâu cũng được ha các chị ha. Cho em là sen Teresa Hoàng Gia. Cho em sen vàng các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt sen vàng cho em luôn. Ở dưới nhà mấy đứa chốt đơn nó chốt xong chưa? Nếu nó chốt xong rồi thì nó lên nó xếp hàng đi. Chị nào lấy thì các chị chốt sen vàng cho em nha. 180 luôn nha các chị nha. Chợ nhau một chút để làm việc nó mới nhanh được chứ. Chị nào lấy thì các chị chốt sen vàng. Phạm Quyên sen vàng 2 áo. Dạ em tính 180 nha các chị ơi. Mấy hàng này bảo đảm luôn là đợt này em sẽ làm đồng phục, bán đồng phục hơi bị nhiều luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt sen vàng cho em. Giá 180 ngàn một áo các chị ơi. Cái màu xanh này hôm qua chốt 3-4 cái thì sáng em có bỏ hàng vào chưa? Hôm sáng em chỉ thấy bill của màu đỏ với lại cái màu hồng hồng. Cái màu xanh này hôm qua chốt 2-3 cái mà có bỏ phiếu rồi chưa? Màu xanh có phiếu ở trong cái bịch hàng đó luôn mà. Cái đó là không có. Lúc mà chọn bill ra là chỉ thấy hai cái bill phiếu của cả màu trắng với màu đỏ với màu xanh bên kia, màu hồng bên kia. Có mấy cái bill này, có áo này là có trong đó đó. Đỗ Dung sen vàng. Bán mà ít như vậy là. Thị Hương sen vàng. Nguyễn Thúy Gia. Không bao giờ mà chị làm nhiều, chị có thể tin tưởng 100% tuyệt đối luôn. Hai sen vàng một da. Công bán
khí thế luôn. Rồi không bỏ vô, xong rồi men lên bên sạch đơn ấy, không kiếm ra được. Rồi xong rồi cũng cứ cô ơi với cô hỡi. Rồi còn không nè, còn phát hiện ra còn mấy đơn đó hả, không cần gửi luôn ấy. Không còn áo, không thèm đi kiếm, không làm luôn. Mai chỉ còn cắt duy nhất là cắt dạng nhân công mà xong luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Số 7 cho em giá 180.000 một áo. Là đỡ mệt chắc, đỡ nhức đầu. Em bé ở nhà em thôi em cũng chốt đơn được luôn. Ngày bèo bèo, nói thật xin lỗi chứ có mình em, thêm chị phụ em nữa với lại thêm một ca thôi, ngày em cũng làm trăm đơn hàng chị bình thường. Phương Vũ Gia. Quần này nhà mình có, tại sao không phố về mà cứ phố cái kiểu này vậy? Đóng cho em số 7 nha, 180.000 một áo các chị ơi. Dê yeah, đúng không? Dạ. Yeah. Numi số 7. Từng cái đơn hàng để bỏ cho chị qua từng cái này. Cho chị. Trời ơi, chủ nhật có phải để đã phải kiếm đơn cho tụi mình làm rồi. Chị nào lấy thì các chị chốt số 7 cho đối dung số 7 cho em số 7 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 7 cho em giá 180.000 một áo các chị. Đi liễu vàng hết vàng. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt số 7 cho em 180 nha các chị nhé. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn á. Phối cho các chị là phối, phải nói là phối sang cái áo luôn, chứ không có phải là phối mà để phối cho lấy được, bỏ vô cho các chị cho cái áo cho nó đủ cái quần để cho các chị nhìn đâu có đâu nha. Không, cách bán hàng của nhà em là không có cái chuyện đó đâu. Em không bao giờ làm việc cho không việc bao giờ hết. Ăn cũng vậy, em ăn là em đòi phải ăn ngon, không bao giờ em ăn dở. Dở là em không chịu đó. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em số 7 nha, giá 180 các chị ạ. Rồi em còn cái màu tím nó vừa mang lên này. Mẫu này là em có hai màu, màu hồng phấn với màu tím cà. Em thấy màu nào cũng đẹp hết á. Chị nào lấy thì các chị lấy màu nào thì tùy các chị, chứ riêng bản thân em thì em thấy màu nào cũng đẹp hết. Hồng thì em có rồi, giờ em may cái màu tím cà. Chị nào lấy thì các chị chốt Lê Linh hồ số 7. Ai cũng có nhu cầu ăn ngon, ai cũng có nhu cầu mặc đẹp hết. Cho chị chọn xét tay dài không ai. Hai màu, chị nào lấy màu gì thì chốt đơn màu đỏ cho em nha. Hà Phạm tím cà. Cái này mà các chị còn chê nữa thì em nghĩ chắc không mặc cái gì đẹp hơn nổi nữa luôn. Em có tím cà và hồng dâu, lấy màu gì thì chốt đơn màu đỏ cho em. Tím cà là bên em có quần tím cà cho các chị luôn. Hoặc là các chị có thể mặc quần đen tùy theo ý thích của mình nha. Mimi Huỳnh tím cà. Đẹp lắm chị ơi. Chất vải là chỉ có DT mê thôi. Rất là đơn giản và cực kỳ đẹp luôn á. Cho em tím cà và hồng dâu giá 180. Tú Trương tím cà. Màu này ở ngoài xinh xỉu luôn á. Đỗ Dung tím cà và hồng dâu. Xin Nguyễn tím cà. Cái quần 1m2 này đừng có phối vào nữa nha. Để cái quần 1m2 gom hết vào một lần cho chị đi. Phối quần 2m thôi, những người khác có lấy luôn thì bỏ luôn, khỏi cần phải cắt ra nữa. Cho
cho em hồng dâu và tím cà các chị ơi, 120, 180 một áo. Thanh thủy đỗ tím cà. Phương Thanh Gia. Hồng dâu cho em giá 180. Nhiều khi bán nhiều cũng thích lắm đấy các chị, nhưng mà người ta bảo là thuyền to thì sóng to đấy các chị. Nhiều là phải đông người làm, mà đông người làm thì chi phí của em cực kỳ lớn, là một tháng á. Nếu mà để tất cả các chi phí nhà em á, em không cần biết em lời lãi bao nhiêu, em phải chi vô đó là nửa tỷ đó các chị. Không phải là chục con số nhỏ đâu. Nguyên lương nhân viên nhà em không là 300 triệu á các chị ơi. Tiền điện không là nguyên cái nhà này không là bèo lắm, là một tháng phải quất vô đây là 10 triệu nữa đấy, bọc biết các thứ, tiền heo mòn các thứ nữa. Cho em là thổ cẩm nha. U trời, Nguyễn Sinh tím cà 180.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt thổ cẩm cho em. Áo mẫu mặc giá 200.000 một vải áo nha chị. Vải bên em khổ 1m6, 2m một áo nha chị ơi. Thổ cẩm cho em giá 180 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt thổ cẩm cho em. Bây giờ có hai con đường thôi. Một là em chấp nhận ngày em bán 100 đơn thì em không cần phải ai phụ hết. Còn nếu mà ngày Phương em Nguyễn ngày tím đơn cả, phải có người làm. Đó là cái nguyên tắc. Không vậy thôi. Cái một mình chị trời ơi các chị ơi có mà múa à. Đỗ Dung thổ cẩm, Hương Trương thổ cẩm, Mimi Huỳnh thổ cẩm. Múa một ngày mà trăm đơn thì em thầu được vô tư, vừa bán vừa xếp luôn, vừa cắt luôn, vừa chốt đơn luôn. Một mình em làm còn được chứ chẳng phải đến ai phụ luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em, giá là 180.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là thổ cẩm giá 180. Các chị tưởng tượng vải bây giờ cắt ra này, xếp này, xong bán lại cho các chị này, xếp lại lần nữa này. Mỹ Hiền thổ cẩm. Xong mang vô chốt đơn một lần nữa nè. Xong Phạm Thị Lê Thủy thổ cẩm một lần nữa này. Ôi dồi ôi, bao nhiêu công đoạn đấy các chị ơi. Còn ví dụ như ngày em chấp nhận em bán ngày 100 đơn, em không cần phải hai mấy đứa nhân viên, một mình em làm cũng được luôn. Ngày bèo bèo em kiếm đủ tiền cơm cho con ăn được rồi, 500 ngàn là thoải mái các chị. Tháng 15 triệu hai vợ chồng nó sống thoải mái. Kiều Anh Lê thổ cẩm. Ở quê này ăn tô phở có 20 ngàn có vẻ hả, ăn mệt xỉu luôn đấy các chị ơi. Rồi đó, cắt được thêm màu gì nữa bỏ đây cho em coi này. Cắt được thêm mấy mẫu gì nữa. Cho em xem pha xăm biển nha các chị ơi. Cho em xem xăm biển nha. Xem xăm biển này đẹp vô cùng. Đấy, vô cái màu da không cặn đây cho Tú. Tính ra tụi nó đi làm nó đâu mất gì đâu các chị. Từ sáng đến chiều lương của tụi nó cũng bằng thu nhập của em. Một tháng em phải bỏ ra cỡ khoảng chừng vài trăm triệu để đầu tư. Nào lấy thì các chị chốt biển cho em nha. Xem xăm biển này, chị nào mà mặc đồng phục mặc thì các chị. Cho em là sen biển nha, giá 180. Mimi Huỳnh sen xanh biển, Phạm Quyên sen xanh biển. Có hộp cả đó. Sen xanh biển cho em các chị ơi, giá là 180.000 một áo, 280.000 một bộ nha các chị. Diệu Huyền sen xanh biển. Sen xanh biển là giá 180 nha các chị ơi. Tính mà kỹ ra, ví dụ tháng trung bình lương Việt Nam mình là một người trung bình một tháng là 6 triệu đi. Nhưng mà 6 triệu đó là chị đi làm, là chị có 6 triệu. Còn cái người mà người ta bán hàng, ví dụ kinh doanh như chị em mình ấy, mà kinh doanh mà một tháng mà được 6 triệu thì phải chị phải bỏ ra ít nhất là 500 triệu tiền vốn. Đúng chưa? 500 triệu tiền vốn. Đỗ Dung sen xanh biển. Chị nào lấy thì các chị chốt xem xăm biển cho em ha.
cho chế cái này đi mấy đứa. Cho con cái kia đó đi, cái xào đó đi, ờ cái cây ấy. Để cho cô đi nhỏ. Rồi, chị nào lấy thì các chị chốt xe sang biển cho em nha. 180.000 một áo các chị ơi. Hương chưa phải áo mẫu mặc. Đây. Chỉ vì em mê cái thể loại này cho nên em cố tình làm 10 áo về bán cho các chị để lấy ra một áo đi may. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là phong cảnh da nha các chị nha. Sao mà ông trời ông tối đen như mực vậy trời. Phong cảnh da cho em. Mở cái điện ở đây lên đi Nhung ơi. Giờ mày mở bèo bèo ấy, nói thật xin lỗi các chị, chứ vải của em mà các chị bảo các chị bỏ vốn là 500 triệu hả? Trời ơi là trời, nó chỉ bằng một cái góc rất là nhỏ ở đây thôi các chị. Nó nhỏ xíu luôn ý. Được vài khúc ấy. Đây. Chỉ vì mê cái thể loại này lắm cho nên là cố tình làm để về mặt cho em là da phong cảnh nha. 180.000 một áo cho chị tròn sát tay dài nha. Mấy cái đệm mài này với lại mấy cái ôm bơ mà cắt lại, nói tụi nó cắt một loạt này cho chú cô vào buổi tối thôi đi. Cắt nguyên một cái loạt như vậy luôn, nó vừa có chấm bi, nó vừa có hình lập thể, nó vừa có khoa những cái đệm mà bông bông như vậy, là cắt một loạt đó cho tú luôn. Phong may nha. Các chị đánh cho em là phong cảnh da nha các chị Tú ơi. Tú Trương phong cảnh da, Hương Nguyễn phong cảnh da. Em khoái cái thể loại này lắm. Mặc rất là tây luôn. Numi phong cảnh da. Chị nào lấy thì các chị chốt phong cảnh Anna da. Anna Nhung phong cảnh da. Giá 180 nha các chị ơi. Mặc thêm quần đen nữa thôi là đủ rồi. Phong cảnh này là phong cảnh của phố cổ Hà Nội. Thúy Ngân phong cảnh da, Thanh Mai Nguyễn phong cảnh da, Thanh Thúy Nguyên phong cảnh da. Cho em phong cảnh da các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt phong cảnh da cho em. Giá là 180.000 một áo cho các chị nhé. Rồi cho tôi cái bàn đó luôn đi mà. Bàn nó phối vô quần trắng như này thôi. Còn nhé. Thúy Nguyên phong cảnh da. Áo dài Thu Hiển phong cảnh da. Nguyễn Nhuần phong cảnh da. Còn một. Điều ra nó đó tầm 6 cây kìa. Còn đâu? Rồi áo trên đó nó làm hết. Cái kia đi nó chưa bỏ phiếu kìa. Có rồi. Có vẻ các chị chốt cho em là vàng nha. 180.000 một áo luôn các chị ơi. Đẹp lắm. Trời ơi. Vàng cho chế Tú giá 180 luôn. Phong cảnh da em hết nha các chị ơi. Này, cho các chị xem này. Vàng cho em nha, 180.000 một áo. Này em chỉ phối cho các chị đúng một quần kem trắng hoặc quần đen thôi, còn các chị bảo phối quần vàng như vậy cho các chị là nô nha, đứng mặc nguyên một cây vàng này các chị ơi. Trắng cho em hoặc đen cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng 180 cho em. Jenny Nguyễn vàng. Cho em vàng nha, chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em, đẹp lắm luôn đó. Kiều Anh Lê vàng. Cho em Sáng Mây vàng, Anh Lan vàng, Đinh Liễu ba vàng, còn ba nữa. Tuyết Sương Trinh vàng, em còn bốn, còn ba thôi nha chị. Chị ok không ạ chị? Chị lấy bao nhiêu? Bốn. Con còn có ba, còn tiếp cho Tú thôi. Đây nè, hàng cắt bên này nè. Đó, đi vàng mỗi ngày cho chị. Đúng rồi. Ok chị Tuyết Sương trên 3 set. Tôi chừng áo cẩn thận đó. Vàng em hết nha các chị. Đấy, như là em đem phối nè. Ai bảo cái quần trắng nó xưa chứ, nó thiệt với các chị chứ mặc quần trắng là siêu sang luôn. Mỗi này các chị chốt cho em là vàng mới về nha.
Em chốt đơn giá 180.000 một áo. Ở ngoài nó đúng chuẩn vẻ mơ luôn đấy, mơ mơ mỡ gà ấy. Sang lắm. Đây liễu ba vàng mơ. Vâng. Hàng này của em á, em làm ở nhà máy này á, nói thiệt với các chị chứ có làm 1.000 mét cũng không bớt một đồng xu, mà có làm 100 mét cũng không bớt một đồng xu, mà có làm 1 mét cũng không bớt một đồng xu. Túi trương vàng mơ. Vâng. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng. Áo dài thu hiện vàng mơ. Màu này các chị mặc ở ngoài cũng đẹp, khỏi lấy tiền. Chốt đơn cho em là vàng mơ nha. Giá em bán 180 các chị ơi. Rồi mẫu này nữa. Đỗ Dung vàng mơ. Mẫu này là gấm Thái Tuấn. Giá là áo dài thu hiện thêm một vàng mơ. Còn. Lan Vũ vàng mơ. Còn. Nhà may Triều Lý vàng mơ. Còn. Trần Tốn vàng mơ. Mỗi ngày các chị chốt cho em là gấm Thái Tuấn nha, 200.000 một áo thôi các chị ơi. Gấm Thái Tuấn cho chế tú. Lan Tả vàng mơ. Chế tú một mẫu thủy tiên nào mà màu tối tối đẹp đẹp, hoặc là màu sáng sáng nào mà nó đậm đà hả ơi. Thủy tiên thiết kế cho em là Thái Tuấn nha các Trang chị. Trần vàng mơ. Hết rồi. Thế là chiều nay em có mà, chắc phải có đường cả hai cái thôi. Mẫu này các chị chốt cho em là gấm Thái Tuấn nha, 200.000 một áo thôi các chị ơi. Đẹp lắm, rất là sang luôn. Màu này trong cái bảng màu của mấy cái gấm kia không có đâu. Nó là dạng tuyết sơn trên Thái Tuấn xếp. Đồng hay lắm chị ơi. Thái Tuấn giá 200.000. Chị nào mà muốn mà đúng phong cách mà gọi là hoài cổ luôn ấy, chốt đơn áo này cho em. Hoa sen mà lại còn màu này nó cực tây luôn. Mà cái hoa của nó ở ngoài Hà Phan Thái Tuấn vàng các chị. Nghe lời em, rất là sang luôn. Cho em là sen da nha, 180 để mướn cho các chị xem. Cái bảng gốc của nó em Đặng Tuyết Hương Thái Tuấn vàng, Thu Nguyễn Thái Tuấn vàng. Thái Tuấn là em chốt đơn giá 200 nha các chị ơi. Đây là chị. Cái bảng gốc của nó ở ngoài ấy. Tối Trương Thái Tuấn vàng. Vâng. Đẹp lắm, cho nên em nhìn mấy thể loại này em post tận Lưu Mỹ Hà Thái Tuấn vàng. Bán cho các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt. Áo dài Thu Hiển Thái Tuấn vàng. Vâng. Lan Tả Sen Gia. Thái Tuấn vàng 4 đúng không? Ra chị. Lấy chân ra mặc quần đen cho em nha. Này cho chế một áo nữa này này. Rồi cho chị thêm cái tấm này nữa. Một phân lông tông nữa đi. Một áo này đúng không? Có chưa? Dạ chưa, áo này chị. Các chị lấy cái xem da này đi, rất là đẹp luôn. Đó sao ông chồng tốt.
Tí nữa ta về nhà chuyển tiền liền tức thì luôn. Ngày 29 có một cái iPhone 14 Pro Max luôn. Bản 1 ghê luôn á. Pin còn đầy 46 củ. Khỏi nói nhiều. Mấy cái này tôi cho vào viện bảo tàng luôn. Bực lắm luôn rồi đó. Chứ phải bực vừa rồi. Sáng mai xem da. Bộ. Đúng cuối sáng là mở hàng luôn. Sáng nhiều. Sáng này mới hỏi xong tức thì luôn. Các bạn chị ơi cao lắm. Cao là bao nhiêu? Cao lắm. Ok, cao không bằng cái máy quay của nhà chị. Máy quay này chỉ có trên 100 triệu lận. Chốt đơn. Rồi xong. Các chị ơi, gấm Thái Tuấn một xăm cổ vịt cho em giá 200 ngàn một áo. Đẹp siêu phàm. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là Thái Tuấn xăm cổ vịt nha. Giá 200. Gấm này là có độ co giãn giống cái bộ tính Huế em mặc đó các chị. Em còn tính Huế đúng không? Thì mình còn tính Huế đúng không? Cho em là Thái Tuấn xăm cổ vịt nhé, giá 200. Bởi vậy cho nên là máy quay bây giờ như là muốn hết thời luôn. Vậy em còn một miếng Huế được trước em mặc, em còn mấy áo thôi. Chị nào có nhu cầu mua thì các chị lấy nhé. Huế giá 200 luôn. Phương luôn Thái Tuấn xăm. Anh Tuấn tính Huế cho em giá 200 luôn. Xăm cũng giá 200 luôn nha các chị ơi. Anh Lan Thái Tuấn xanh, Đinh Liễu Thái Tuấn xanh. Còn nhiều. Em mà bán hàng mặc quả mà đồ đạc các thứ mà thiếu thôi. Ngọc Mai Thái Tuấn xanh. Chị nào lấy thì các chị chốt Thái Tuấn xanh và Thái Tuấn tím cho em nha. Giá 200. Chị Cao Phương có Thái Tuấn vàng rồi. Hồi nãy em chốt cho chị rồi nha chị ơi. Nguyễn Tân Thái Tuấn xanh. Thái Tuấn tím cho em luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt Thái Tuấn tím và Thái Tuấn xanh cho em. Vải này là có độ co giãn nha các chị nha. Và màu này ở ngoài của em là đúng chuẩn một tím Huế luôn nha. Các chị. Trời ơi nó đẹp kinh khủng luôn á. Giá là 200 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là Hồng Kông giá 200. Siêu siêu đẹp luôn. Đặng Tuyết Hương Thái Tuấn xanh. Giống như cái điện thoại của chị là iPhone 10 đó. Thì giờ 4 năm rồi, giờ iPhone 14 là 4 năm rồi đó. Đó, xài cái điện thoại sơ sơ 4 năm với 5 năm thôi. Tính ra 1 năm đâu có bao nhiêu tiền đâu các chị. Áo dài Thu Hiển Thái Tuấn tím. Để sử dụng nó để bán hàng này thì không biết là doanh thu là bao nhiêu luôn. Cho nên nghe thì có vẻ là sợ hãi vậy. Chứ còn thực sự là mình để mà kinh doanh thì là lý gì mấy chục triệu cái điện thoại. Còn để mà xài thì không dám xài đâu nha. Không phải mua về để cầm le đâu nha các chị. Mua về không phải để làm le. Cầm cái điện thoại để mà giật ra để đưa ra để mà khoe đâu là không có nha. Bùi Hải Trung Thái Tuấn tím. Phạm Phượng Thái Tuấn xanh. Cho em là Nguyễn Bạch Mai Hồng Kông. Hồng Kông đẹp lắm luôn. Nhận đi rồi ngoài nó biết đẹp như thế nào thì không biết được luôn á. Thứ nhất là mài không sủ sức đường chỉ. Thứ hai Phương Phạm Thái Tuấn vàng đồng là đẹp luôn. Còn một Việt Thắng Sen Gia. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là Hồng Kông nha. 200 ngàn một áo các chị ơi. Siêu sang sang lắm lắm luôn. Mấy chế ở Túi Trương Hồng Kông. Cái chất vải ở ngoài đẹp. Cái hoa văn dễ thương cực kỳ. Và cái màu này cũng vậy luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt Hồng Kông cho em nha. Giá là 200 nha các chị ơi. Rồi tiếp cho chế cái màu xám hôm nãy Hằng vừa bỏ lên đi hả. Màu xám thiết kế kìa. Đây, cái đó là màu xanh biển, màu xám đây nè. Cố như quần màu cam cháy á. Ủa. À.
Đây các chị ơi, cho em là sáng chì nhá. U là trời, 180.000 một áo các chị ơi. Thúy Trần Hồng Kông. Chị gì đấy, hôm nãy lấy 3 áo á. Lấy liền nha chị. Cho em sáng chì giá 180 các chị ơi. Chì cho em giá 180. Sáng chì giá 180. Dương Nga Hồng Kông. Phạm Huy bên sám chỉ. Đẹp lắm chị. Chị nào lấy thì các chị chốt sám chỉ cho em. Giá 180.000 một áo các chị ơi. 80 cho em. Sám chỉ cho em giá 180. Chị đổ cái đi rồi bắt đi ta bà sẽ bắt bạn. Thì đúng giá, cái này đúng giá. Mẫu này các chị chốt cho em là Thùy Tiên nhé. Dương Tuyết sám chỉ. Thùy Tiên giá 250 các chị ơi. Còn đây Liễu Hai sám chỉ. Đúng rồi chị. Nguyễn Bạch sám chỉ. Cho em là Thùy Tiên vàng đồng giá 250 một áo. Lộ Thùy Tiên em bán chưa bao giờ em phải lo lắng. Chị bảo chụp màu lụa Thủy Tiên qua cho chị. Trời ơi chị ơi, chụp có ra được màu đâu mà chụp. Thanh Thúy sám chỉ. Cho em là Thủy Tiên vàng đồng nha. Ui là trời, cái ông trời đen thú như mực luôn ý. Sám chỉ còn 4. Cho em là Thủy Tiên vàng đồng giá 250.000 một áo các chị ơi. Lụa Thủy Tiên giá 250 mới bán được. Thì với các chị chứ lụa Thủy Tiên thì em mặc còn đẹp hơn Sư Diamond. Sư Diamond em bán hồi trước quá trời luôn. Thuật Lê sám chỉ. Sư Diamond mặc nó hơi bóng. Huỳnh Trâm Hoàng Thủy Tiên vàng đồng. Đan Tạ Thủy Triệt Thủy Tiên vàng đồng. Jenny Nguyễn Thủy Tiên vàng đồng. 250.000 một áo các chị ơi. Các chị thấy hàng gì em cũng sale cho các chị. Nguyên Thủy Tiên nhà em là em chưa sale bao giờ luôn đúng chưa? Cho em Thủy Tiên nha. Thủy Tiên giá 250 các chị ơi. Và mẫu này các chị chốt cho em là nhí Sư Diamond giá 250.000 một áo. Nhí xăm Thoa Nguyễn Thủy Tiên vàng đồng. Cho em là nhí xăm giá 250 luôn các chị. Đen Liễu Thủy Tiên nhé. Vàng đồng 2 áo. Còn 1. Ngân Khánh Thủy Tiên vàng đồng. Hết. Thủy Tiên các chị thấy đấy, em chưa sale cho các chị bao giờ mà chưa bớt một đồng xu nào bao giờ luôn. Em có bán ế em cũng cất đi mà. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí xanh nha. Chắc phải là siêu diamond giá là 250.000 một áo các chị ơi. Nó cũng thêm một mẫu là Thủy Tiên nào đẹp đẹp ở bên kia nó đi hả ơi. Ừ. Nhí xăm cho em nha, 250 luôn các chị ơi, chất vải là siêu diamond. Để so thì em thấy là mỗi mẫu nó Phạm Huy Vân nhí xanh. Để mà mặc mà chuẩn đấy, form chuẩn nhất chứ là các chị mặc. Thủy Tiên là nó có cái độ vừa phải, không quá bóng như là siêu diamond nha. Và đặc biệt nữa là cái chất vải của nó rất là đầm. Đầm như cái hàng ABC mà hàng lụa siêu tuyết ấy. Đấy. Đây phối quần cho mình đi nè. Đây thêm một cái Thủy Tiên này nữa cho em. Thủy Tiên xanh đen. Siêu siêu sang luôn á. Thủy Tiên xanh đen cho em giá 250 luôn. Từ đến hàng màu trơn cho tới hoa văn thiết kế cũng vậy. Chưa bao giờ sale cho các chị. Hoa Nguyễn Nhĩ sang xét. Chị nào lấy thì các chị chốt Thủy Tiên xăm hoa xăm đen cho em giá 250 luôn. Để hạ phối quần hồng này lên cho các chị, cho các chị mặc không đẹp khỏi cần phải tiền cho em luôn. Phạm Huy Vân xanh đen. Jenny Nguyễn xanh đen. Xăm đen nha. Nào lấy thì các chị chốt xăm đen cho em.
250 ngàn một áo đó chị ơi. Mưa rồi, không về. Xanh đen giá 250 ngàn. Nếu thủy tiên xanh đen hai áo. Có màu đỏ không bạn ơi, cho số 1-2 mẫu qua đây đi, lấy hết mấy cái hàng đỏ bên tốt của ít thủy tiên qua đây cho chị được con. Như hình xanh đen, Numi xanh đen xét, Lam Nguyên xanh đen, Bùi Hải Trung xanh đen xét, Bùn Nguyễn xanh đen. Còn một xanh đen đúng không? Còn một không ra được kìa. Còn một xanh đen. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen. Hứa Sương xanh đen. Em hết xanh đen nha các chị ơi. Này xét này. Ra tập trung ra lấy cái hàng này quay lên đây treo lên đây cho cô để cho mấy chị phối quần cho cô đi tính cái xếp sau. Này chị. Nó nét phải nói là nét á, nét 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 từng 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 cm luôn á. Cho em là đỏ nhá, đỏ 250. Còn trắng thì vừa đưa cho em đó. Chắc phải là lụa thủy tiên luôn nha các chị ơi. Chị nói có nghe không vậy? Mấy đứa này chị nói hình như không bao giờ nó nghe hay một lúc hay sao á. Cho em đỏ 250. Đỏ này là cúc đại đoái. Hàng này mà em đi ép lên cho các chị mà nó có những cái hoa bông chân ở dưới, ví dụ như là nói chung là hoa này hoa kia nó có cả cái lúa nữa đó các chị, nhưng mà để cắt ra cái phẩy này còn khá này. Cho em đỏ 250 nha. Phạm Quyên đỏ, Thu Ba đỏ, Kim Phụng đỏ, Đinh Liễu ba đỏ. Ngọc Hân đỏ xếp. Lấy hết hàng qua cái hàng đó qua đây cho Tú để Tú gắn mẫu nào được. Xong rồi bạn còn bao nhiêu bạn về trên nhà bán á. Lấy hết qua đây. Có đỏ gắn 10 mẫu thôi. Không, ta phải kéo kia ra nữa. Chị nào lấy đỏ thì các chị chốt đỏ cho em nha. Jenny Nguyễn đỏ xếp. Phối quần cho chị đi. Đưa áo đây đây đây. Mẫu này các chị chốt cho em là ruốc lập thể nha. 250 luôn. Phạm Huy Vân đỏ. Còn một. Còn hai. Này các chị nào. Siêu siêu sang. Cho em là ruốc lập thể. Phạm Huy Vân ruốc. Nâu. Nâu cho chị, nâu đen hoặc là trắng. Phạm Quyên ruốc, Jenny Nguyễn ruốc. Ok chị Long ngắt áo dài bên em kiểm tra đổ lại cho chị nha chị. Cho em rút nha. Rút cho em giá 250 các chị ơi. Phương Nguyên rút. Chắc phải là tự thủy tiên nha các chị nhé. Hoa Chi rút. Hai áo các chị. Nhưng mà một tí nó cắt cho em một khúc ba đến mấy thôi kìa. Còn lại một khóa áo. Có nói nè. Đây cho em vàng luôn này. Đỏ còn hai áo không ai lấy hả? Quay nha. Này chụp cái đi tí bán này. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng luôn. 250 ngàn một áo nha các chị ơi. Chắc phải là lụa thủy tiên nha. Mimi Huỳnh ruốc. Còn lụa này nhẹ em hơi nhiều luôn, nó đẹp lắm mà em chưa bán thôi. Vàng cho em 250 luôn các chị. Mưa rồi, đằng nào cũng mưa rồi.
các chị ơi. Chị nào lấy rút thì các chị chốt rút cho em, chị nào lấy vàng thì các chị chốt vàng cho em luôn. Vàng cho em giá cũng là 250. Phương Loan rút. Các chị nha. Còn rút. Phạm Huy Vân vàng. Một cái áo thẻ kia xuống nó kêu bịch 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 bịch. Chúc Hoàng vàng. Vải này này, riêng vải này của nhà em mà các chị mua vải trơn vàng. Các chị có thể may chân sút cực sang luôn. Đây liễu năm vàng. Còn hai vàng nữa. Phan Định và sếp Phương Nguyễn vàng. Em hết vàng nha các chị ơi. Hết vàng. Em còn ruốc à? Ruốc và đỏ. Em còn ruốc và em còn đỏ. Cho em xăng ngọc này các chị ơi. Hàng ở trên nhà mà hàng trên kia mua vừa rồi sạch sẽ hết, sạch sẽ hôm qua bán hai cái ngọc. Ừ. Cho em xăng ngọc nha các chị nha. Mê mê huỳnh ruốc. Ngọc cho em 250. Còn ruốc. À, chị mê mê huỳnh lại có rồi. U là trời. Phạm Quyên xanh ngọc. Xanh ngọc cho em 250 nha. Thôi đi, mấy cái này phối quần cho chị đi, đừng có mang lên đây trước. Lẻ cũng có 5 áo, 7 áo chứ có lẻ một cái đâu. Cho em xanh ngọc các chị ơi. Mi Mi Huỳnh xanh ngọc. Còn. Phạm Huy Vân xanh ngọc. Nga Nguyễn xanh ngọc. Uyên Phạm Thị Thanh xanh ngọc. Phạm Quyên thêm một xanh ngọc. Còn 2 xanh ngọc đúng không? Cho em còn 2 xanh ngọc nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt. Đây liễu xanh ngọc. Còn 1. Rồi tiếp đi. Mẫu này các chị chốt cho em là lọc thẻ 250.000 một áo nha các chị ơi. Bảo Lộc xanh ngọc. À hết chứ, xin lỗi. Xanh ngọc em hết nha các chị ơi. Cho em là lọc thể nha. Vải này và vải trơn của nhà em là các chị mua, các chị may chung suốt không đẹp khỏi cần trả tiền luôn. Các chị nhìn thấy lọc thể nó giống lụa lụa ăn đào của Thái Tuấn không? Rồi cái áo xanh đen nó hôm qua ở trên nhà ai cũng hỏi quá trời luôn. Kim Phụng lập thể. Chốt đơn lập thể cho em các chị ơi. Cho em lập thể nha, giá là 250 các chị. Quá trời quá đất quá đẹp. Phan Nguyễn lập thể, Trang Nguyễn lập thể, Dung Nguyễn lập thể. No, không. Có nhìn thấy cái đằng sau màu của nó không? Phạm Huy Vân lập thể, Tú Trương lập thể. Màu hồng cho màu vàng vàng hả? Còn lập thể luôn không? Cho em lập thể nha, giá 250 các chị. Các chị ơi, đắm cho em là hồng vôi nha. Này, sang chưa? Hồng ruốc luôn chứ không phải hồng vôi nữa.
Nguyễn Hồng lập thể bộ. Cương Nguyễn lập thể. Út cho em nha, hai năm nha. Đưa ra đây cho chị nào. $250,000. Siêu siêu xe. Nghe Nguyễn Hồng ruốc. Đẹp lắm. Khi nào lấy thì các chị chốt Hồng ruốc cho em. Cho em 250 nha các chị ơi. Có một cái mẫu mà chị mặc á, trong thấy trèo đây nhỉ. Không, cái mẫu chị mặc màu xanh cơ. Một xanh dương ấy, hôm qua hình như có mua ai mua một xanh đen đấy. Xanh dương mà cái hoa nó dài cũng như vậy nè. Còn chị nhớ còn một bịch nữa. Mẫu lấy cái mẫu nào ta? Cho em là xanh mim nha chị nhá. Em còn có 3 áo à. Còn một cái mẫu màu xanh bích mà cái hoa nó dài xuống nữa cơ. Còn một bịch nữa là cái hoa đó hay là cái mẫu nào? Với lại có cái lập thể đỏ nữa. Hôm qua bỏ phiếu vô chưa? Cho em xanh mi nha, em còn 3 áo. Lan tả xanh mi. Còn 2. Cái đó hôm qua có bán ở trên nhà có mấy áo của ông Dung. Có, hôm qua có 2 áo trên nhà có đi đủ hả? Đủ hả? Khi nào lấy thì các chị chốt xanh min cho em nha. Numi xanh min. Phần 1. Phạm Huy Vân xanh min xếp. Mẫu này các chị chốt cho em là nâu đen. Nè, đen chưa? Nâu đen cho em nha. Tập thể không ai lấy nữa hôm qua nè. Cho em là nâu nha. Nâu, nâu đen, giá 250. Em còn xanh min em hết nha các chị ạ. Cái khúc này bao nhiêu mà đưa cho chị? Ủa này còn áo nè. Huỳnh Tuyết xanh min set. Cho em là nâu đen giá 250. Nhà may Triều Lý nâu đen. Cái treo phẳng của cái màu hồng ở đó, cái lá nó đưa lên cho chị. Đúng rồi. Còn mấy áo đúng không? Numi nâu đen, Phương Mai nâu đen. Còn gì không? Nga Nguyễn nâu đen. Hết. Còn nâu không? Còn một áo. Cam này hôm qua ở trên nhà em á, ai cũng hỏi là em còn một áo à các chị ơi. Cam lá này 250 nha. Và mẫu này các chị chốt cho em là lập thể cam luôn. Em còn được cho các chị được chắc 2 áo à. Lập thể cam cho em luôn. Là Phạm Huy Vân cam, Mimi Huỳnh cam. Có một áo cam hả chị Chế ơi. Có một áo cam duy nhất à. Chị Mimi Huỳnh em hết cam rồi nha chị. Còn cam lập thể thôi. Cam lập thể là có 2 áo.
Rồi đưa cái lá đấy đây. Cái màu vừa mới bỏ ra cái quần của em đó. Khoai chi lập thể cam. Cái quần nhà mình có hồng dâu đâu. Món này các chị chốt cho em và lá nha. Hải mỹ nâu đen. Em thấy năm nay các chị thích lá nhiều. Cho em lá nha các chị nhắc lá hồng. Nguyễn Nha lập thể cam. Lá hồng cho em 250 luôn. Cố vô quần một rêu đi nhỏ ơi. Rêu đậm mẽ. Món này các chị chốt cho em là xanh đen trai, em còn hai áo ạ. Hai nhang thì còn và chậm thì hết nhé. Cái chai này thì nếu mà để phối cho các chị thêm phối quần màu vàng đồng nhá. Nghe Nguyễn lá hồng. Lấy lá hồng đây cho chị. Cái chai các chị ơi. Đúng rồi đó, phối vô cái quần này cho chị. Áo lên. Cái chai là giá 250, lá hồng là giá cũng 250 luôn. Và em còn lá Bùi Hải Trung sang ve chai. Còn lá cố ngày hôm qua chị cũng hỏi quá trời trên nhà. Giờ dưới này còn hai áo. Lá cố 250. Sắc chưa? Nguyễn Vân lá hồng. Còn Mimi Huỳnh lá cốm. Còn một lá cốm. Thảm Huy Văn lá cốm. Hết lá cốm. Ở phía ngoài nó lấy hết chưa hả? Ở phía ngoài chưa nó lấy hết chưa? Cho em xăng đen trai nha các chị ơi. Đưa cái mẫu đập thể tím cho chị. Dung My xăng ve chai. Còn. Đúng rồi. Cái này vô cái quần màu ruốc. Này chị, lấy cái mẫu này này. Cho em số 3 nha. 250. Còn nhiều tối em bán tour nữa. Hết cái là mẹ em mang lên nhà luôn là xong. Hết hàng. Chỉ còn hàng màu trơn thôi. Cho em số 3 giá 250. Ui trời ơi 3 giờ rồi. Mày nó mưa. Một mẫu này nữa thôi nha các chị ơi. Đói bụng lắm rồi. Phương Hoài lá hồng xếp. Cho em số 3. Nô Nguyễn số 3. Nô Mi số 3. Mai Nguyễn số 3. Súp lơ xanh ve chai. Lúc lo xong về trái xét phối thêm quần vàng hồng và tôi chỉ là được. Đó, số 3 cho em. Rồi tôi chỉ mẫu hai đều đen hết rồi. Chị ơi, lấy cái hai đều đen này mặc nha. Mày đọc rất là sang luôn. Siêu siêu sang luôn á. Mai đều cho em giá 250. Và chị đang thích cốm thì đây em có mẫu này mới này. Em tụi mày có đói bụng không? Qua con bé thì chị 5 giờ nó mới ngủ. 5 giờ sáng nó mới ngủ. Mẹ nó 7 giờ là đã dậy rồi. Coi như một ngày em ngủ được 3 tiếng với 4 tiếng đồng hồ. Chị ơi chị lấy qua mẫu này là sang quá. Cho em tốn số 2 nha. 250. Phạm Huy Vân hoa đều đen. Đều đen đều. Hoa đều đen cho em giá 250 các chị ơi. Mưa vậy sao vậy? Có lương không?
khô ở đây. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là cổ cũng cái bầu cậu quá đó. Thế nặng mới cố nãy sao cũng thử thôi. À Phương Hoài cốm hai áo, Thu ba cốm, quá trời là mẫu đẹp. Chị em quên cái gì đó luôn đi. Rồi cái mẫu này bằng hai áo ba áo tối bán thêm cả. Chị nào lấy thì các chị chốt cốm cho em nha. Em nghỉ nha các chị ơi. Tối hẹn gặp lại các chị vào livestream tối nha.